Rồi mọi người ơi, vào lại giùm em nha. Rất mạng mọi người vào lại giùm em ha. Ai đang xem like đâu ạ? Giơ tay em xem coi nào, điểm danh từng người nha. Anh chị nào đang coi like ngày hôm nay thì mình vô tương tác giùm em, chấm cho em một chấm ha. Rồi, fan cứng đâu hết rồi? Hôm nay là sẽ ưu tiên chốt cho fan cứng nè, ưu tiên chốt cho những anh chị nào khách mối, khách quen, khách mua hàng lâu rồi mà chưa được chốt đơn. Hôm nay là Tâm sẽ xả kính xịn cho anh chị nha. Rồi, chào Tàng Simo nè, chào Virginia thấy em nha. Trước khi mà mình vô, mình săn bom ấy, thì mình tương tác trước đi, chấm giùm em một cái đi, coi là bình luận nó có hiện lên trên màn hình like hay không nha. Không chia sẻ có được mua không? Tất nhiên là không rồi anh ơi, trời ơi. Tại vì sao anh không chia sẻ like, anh có thể mua. Nói chung là có thể mua nhờ mua với giá 700, 800, 900 vân vân. Còn nếu mà anh chia sẻ like, anh chỉ mất có 5 giây thôi mà anh được mua với giá 20, 30 ngàn thì anh chọn cái nào? Rõ ràng, mọi người ơi, chơi game ở những cái shop khác người ta phải bắt mọi người chia sẻ tới mười mấy, 20 cái hội nhóm. Còn mọi người chơi game của shop em, mỗi người chỉ cần 5 nhóm thôi, 5 hội nhóm và một lần duy nhất trang cá nhân là mọi người hốt quà liền. Vậy mà còn tiếc cái gì nữa? Thay vì mình bỏ ra ít nhất là phải 300 ngàn mới được cây kính chuẩn hàng hiệu. Không phải chuẩn hàng hiệu mà là chuẩn TOV. Ít nhất phải bỏ ra 300 ngàn mới được cây kính chuẩn UV cho mình. Còn chưa nói tới cái việc thương hiệu của nó là thương hiệu gì nha. Mà bây giờ mọi người bỏ ra có 20 ngàn thôi mà có một cây kính chuẩn UV là thứ nhất, thứ hai thời trang, thứ ba cao cấp, thứ tư là nguồn gốc rõ ràng. Trời ơi, đòi hỏi cái gì ở đây nữa? Anh chị nào mình đang xem livestream, chấm giùm em một chấm nha. Chấm mút các kiểu 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm cho bình luận của mình nó được hiện lên trên màn hình like. Nhiều anh chị kêu là sao mà cái shop này chơi game kỳ quá, sao kêu tặng quà mà không bao giờ được tặng. Thì em nói luôn, đó giờ em livestream hơn 2 năm trời rồi, không có chuyện là nói không làm. Không có chuyện mà đọc tên mà không tặng. Trừ khi nào mọi người không chia sẻ like là em hủy đơn nè. Hoặc là bình luận của mình bị trôi đi, bị ẩn đi là em hủy đơn của những người đó thôi. Còn ngoài ra là em cứ đọc tên là sẽ chốt đơn hết. Rồi, ai đang xem livestream ngày hôm nay thì mình vô mình comment chấm cho em một chấm là thứ nhất. Thứ hai là mình nhớ mình chia sẻ like. Không có cái shop nào tặng quà mà không bắt chia sẻ hết á. Nếu mà kêu vô không chia sẻ like là được chốt là thôi, những cái shop nó tàn là xạo hết. Tại vì sao lên livestream có quà phải có lại. Em đã bán cho mình những cái chiếc mắt kính với giá quá là rẻ rồi. Cho nên em phải bắt buộc mọi người đổi lại cho em bằng cách là chia sẻ like cho em thôi. Và em không có cần chia sẻ chi mà mười mấy 20 nhóm đâu. Mỗi người chỉ cần chia sẻ cho em ở 5 hội nhóm thôi là được rồi. Chia sẻ nhiều quá làm gì, nhiều anh chị than là em ơi chia sẻ nhiều quá bị chặn tính năng. Trời ơi, em không cần 5 nhóm vào một lần trang cá nhân thôi nha. Bây giờ ngày hôm nay bình thường em xả là kính 200 ngàn, 300 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay về được một lô hàng kính xả cao cấp, em lên cho mình với giá 400, 500 được không? Xả kính 400, 500 với giá 20 ngàn và 30 ngàn thôi. 20, 30 thôi, không có 40, 50 gì hết nhá. 20 và 30 ngàn thôi. Những anh chị nào mà chưa bao giờ được nhận kính đâu, giơ tay lên cho em coi thử. Tuần trước đã được nhận kính rồi nhưng tuần này vẫn chưa được nhận, comment liền cho em luôn. Em đọc tên chốt hết, được không? Hôm nay là chả cần phải làm gì nhiều, chả cần đoán đúng, chả cần chia sẻ nhiều chi mười mấy 20 nhóm. Để lại cho em số điện thoại để nhân viên biết đường gọi điện liên lạc chốt đơn thôi. Còn ngoài ra cứ có trong like là em chốt hết. Đó, chơi game ở những cái shop khác thì 300-400 người, thậm chí 1000 người vô dành có một phần quà. Thì em nói thiệt nha, tới mai cũng không trúng. Còn chơi game của em hả, 1000 người vô coi like là sẽ có 600 người nhận quà, chắc chắn luôn. Rồi ok, bây giờ lên đây chuẩn bị lên quà cho mình nha. Chuẩn bị lên quà đây ạ. Chia sẻ quá trời, chưa được gọi điện chốt đơn. Vi gì đây? Đây, Vi Regina cho liền cho chị cái bom 20k và số điện thoại. Hôm nay chị chốt cho em. Nguyễn Lan Anh cho liền cho em bom 20k và số điện thoại. Bây giờ nha, mọi người bấm đúng cú pháp cho em nha. Không có số điện thoại thì không biết đường gọi điện để chốt đơn. Nhiều khi là nhiều người em chốt giá 20-30 ngàn á, mà em nhắn tin không thèm trả lời em luôn. Trời ơi, nhiều người người ta cầu cho con trúng mà không trúng. Nhiều người nhắn tin chốt đơn năn nỉ cho địa chỉ không cho. Ngộ vậy đó. Rồi bây giờ nha, cho số điện thoại trong livestream để nhân viên có số điện thoại của mình để biết gọi điện xin địa chỉ. Bom 20 ngàn bắt đầu nhận đơn. Comment liền cho em ngày hôm nay có tên là có quà. Có tên, có số điện thoại, tí nữa em offline cái nhân viên gọi điện xin địa chỉ liền. Vì Regina chốt Thủy Đình bom 20k. Đã chia sẻ rồi, bấm liền cho em bom 20k và số điện thoại. Và nhớ nha, nốt lại cho em chữ chưa bao giờ nhận kính.
Trời ơi, ngày hôm nay anh chị nào mà đã từng được nhận kính rồi thoát ra khỏi livestream cho em. Em không welcome những anh chị nào đã từng được nhận kính rồi mà còn tham mà còn vô mà nhận nữa nha. Không, bây giờ là anh chị nào mà đã nhận kính rồi á thì đi ra ngoài đi ha. Chỉ chốt cho những anh chị nào chưa bao giờ nhận kính thôi. Ngân Sugola, Trịnh Nhẫn, Nhung Ngọc, Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Lan Anh, Bom 20k và số điện thoại cho em. Ai được đọc tên không comment nữa. Những người nào chưa được đọc tên thì comment. Còn những anh chị nào đã được đọc tên rồi không comment nữa. Bom 20k và số điện thoại cho em. Hôm nay nhận quà cực kỳ đặc biệt. Tại vì sao? Bình thường á, đâu có đọc tên. Bình thường là cứ để mã đi, đâu có đọc tên đâu. Ngày hôm nay là đọc tên luôn nha, cụ thể từng người. Bom 20k và số điện thoại có được cây kính BBL. Cây này 320, đang sale cho mình với giá là 20.000, được không? Rồi, bom 20k và số điện thoại cho em. Chưa bao giờ nhận thì comment cho chị đi Băng Tuyền ơi. Chưa bao giờ được nhận kính thì ngay bây giờ comment liền cho chị là bom 20k và số điện thoại nha. Cây này có 15 cây, chốt cho 15 người. Hàng BBL đi cả ngày cả đêm. Và anh chị nào nãy giờ đang coi livestream này chưa chia sẻ like thì em sẽ hủy đơn nhé. Bấm liền cho em ở bên phải màn hình có chữ chia sẻ đó. Bấm liền cho em ở đó, 5 hội nhóm thôi, mất có 2 giây thôi mà mình tiết kiệm được gấp 10 lần. Thay vì mình bỏ ra 320 mình mua được một cây kính thì bây giờ mình chỉ cần bỏ ra 20.000 thôi, tiết kiệm được tới 300.000, thấy không? Chỉ còn là mất 5 giây chia sẻ thôi. Rồi bom 20k, Su Võ, Quỳnh Phương, AB Trần. Rồi Diễm Hương thấy em rồi, được bây giờ là được có comment thấy em không, thấy chị không, thấy hết chứ không phải không thấy. Nhưng mà đang chốt đơn cho nên là mình nhanh tay lên. Trời ơi, những bà nào rề ra là không có quà đâu mấy bà ơi. Rề ra là không có quà. Bom 20k và số điện thoại vô trong livestream mắc kính ICE. Lợi nhất ở vấn đề là không cần phải giành giật nhau chơi game những shop khác. 1.000 người vô giành một cây kính. Trời ơi, giành thiếu điều xé xác nhau ra, không có quà. Còn chơi game ACL, 1.000 người vô giành 50 cây kính, giành 100 cây kính thì cái xác suất mà mình trúng sẽ cao hơn. Rồi bom 20.000 qua luôn nha. Tiếp tục qua cho mọi người bom. Trời sao cây này giống cây này quá vậy? Trời đất ơi, thôi cái nào giống thì cho qua. Tiếp tục lên cho mình cây này bao nhiêu đây ạ? Rồi 480.000, bom 20.000, ngân nhận đơn qua liền cho mình 480. Ngày hôm nay cắt đụng trúng cây nào xả cây đó. Giá mấy trăm ngàn cũng xả, mà giá 1 triệu, 2 triệu cũng xả luôn. Duy nhất trong khung giờ ngày hôm nay, tại vì hôm nay là ngày đầu tuần nè. Đầu tuần thì bên bưu điện họ làm việc. Mà đầu tuần bưu điện làm việc thì tất nhiên là hàng bom trả về nó nhiều lắm. Đó, cắt bom xả hết, bom 20.000 ngân nhận đơn. Giờ qua liền cho em bom 30.000 luôn anh chị ơi. Bom 30k và số điện thoại cho em nha. Cây này thì giá nhiêu? 480, thôi 30.000 đi ha. 30.000 15 cây mấy người, mọi người ơi. 30.000 15 cây, 30.000 15 cây, mãi vô mãi vô. Thay vì bỏ ra mấy 400 mấy gần 500.000, bây giờ bỏ ra 30.000 thôi. Đó, bên em không phải là chơi game mà được tặng quà. Tặng quà là trừ khi nào mình may mắn lắm thì mình mới được tặng. Còn trong cái livestream ngày hôm nay là bán hàng. Nhưng mà bán với giá 20, 30 thôi. Bán hàng có nghĩa là cứ để lại số điện thoại là sẽ có đơn. Mình bỏ tiền ra mình mua mà, 30.000 cũng là tiền mà, đúng không? Cho nên cứ để lại số điện thoại là có đơn thôi. Bom 30k Đào Nga, Diệp Anh Trần, bom 30k Thẩm Ngọc 15 cây nha anh chị ơi. Thủy Lư 1 cây, Quỳnh Thị Tuyết Nhi 1 cây, Ánh Trăng Sao 1 cây. Ai đã được chốt đơn rồi, ai đã được đọc tên rồi, không đề mã nữa ha, không comment nữa. Em chỉ chốt cho những anh chị nào mà chưa được đọc tên thôi. Rồi Lan Hương bom 30k, Ngân sô cô la Tây hồi nãy đọc bom 20.000 rồi nha bà. Bớt tham nha bà nhé. Rồi ok, qua luôn cho mình cây khác. Qua luôn, em ơn sơ còn không em? Rồi giờ lên rưỡi hả? Rồi ok, lên luôn cho mình cây này 980 đi ha. Cắt hôm nay đụng cây nào xả cây đó. Mấy trăm cũng xả mà mấy triệu cũng xả. Rồi cây này là 980.000, nhìn giùm em nè. Bom nào là bom thật có nghĩa là sẽ có đầy đủ giấy của cửa hàng, có số điện thoại địa chỉ của người bom và có cả tem của xác nhận giao hàng tiết kiệm. Ngân sau khi la tay đã chốt rồi. Đinh Lê Thẳng Thủy, Hùng Nguyễn bom 30k. Rồi Vi Nhã bom 30k cho em luôn ha. Ok, giờ lên luôn cho mình cây này. Cây này 980.000, thấy giá không ạ? Trời ơi, nói điêu làm gì cho mệt. Trời ơi, shop của em là cửa hàng bán 10 năm trên thị trường rồi, chứ không phải mà mới tập tành bán gần đây đâu. Xạo sự mọi người làm gì. Rồi ok, lên luôn cho mình chồng Polaroid hàng Gucci. Chồng Polaroid hàng Gucci. Cây này 980 thì ngày hôm nay sale cho mọi người với giá bao nhiêu đây? Dòng này là dòng mắt mèo tròn Gucci, đi cả ngày cả đêm. 980, 150 được không? Đó, 150.000 được không? Được thì bấm liền cho em là bom Gucci và số điện thoại. Bom Gucci và số điện thoại, dòng kính Gucci, khắc laser logo Gucci, ký hiệu con ong Gucci, form mắt mèo tròn của Gucci. Và đặc biệt hơn là cây này có thể lắp chồng cộng được luôn. Mọi người ơi, mua chơi game hay là mọi người mua kính ở những chỗ nào gọi là
bán ở nhà online thôi á, không có cửa hàng á, mọi người không thể nào lắp chồng cận vô kính mát được. Nhưng khi mọi người mua hàng của em, lắp chồng cận vô kính mát hỗ trợ cho mình được luôn. Lắp chồng cận vô kính mát được, chồng này chống chày chống bể. Đây, móng tay vận nhọn trà trên bề mặt kính, không sợ chày không sợ bể. Chồng này ai làm chày làm bể được cái chồng, em sẽ hoàn tiền 200% cho mình. Bom này là bom Gucci và sen thải cho em 150 cho cây này, 980. Trời ơi, nói điêu làm gì, 980 sell cho mình với giá 150.000. Đã không xả thì thôi, đã xả là xả như vậy mới gọi là xả, đúng không? Mọi người chơi game ở những cái shop bình thường, những cái shop nhỏ nhỏ hay shop online á, người ta chỉ nhập về tầm mấy chục cây kính để người ta bán thôi. Hàng không có mà bán, đâu ra mà xả, đâu ra mà tặng. Còn em là cửa hàng, mỗi lần cửa hàng nhập thì mọi người biết rồi, nhập cả 1.000, 2.000 cây. Cho nên cái việc mà bán giá rẻ là việc bình thường. Chủ yếu bán giá rẻ là sao? Câu tương tác, cần view cao, giống như em ghi caption đó mọi người thấy không? Xả bom kính xịn câu like, chủ yếu là câu like, câu tương tác thôi chứ lời gì ba cây này. 150.000 nha, đi cả ngày và cả đêm cho em. Bom Gucci 150 nha mọi người ơi. Đây ạ. Chồng này là chồng Polaroid, ai làm chày làm bể được chồng hoàn tiền 200%. Địa chỉ shop là 1A Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Đó, bom này là bom Gucci nha, nhận thêm 5 số nữa là hết bom Gucci. TOV chuẩn 400, dòng này là dòng mắt mèo nha. Đó, dòng này là dòng mắt mèo tròn của Gucci, ngày hôm nay đụng cây nào xả cây đó. 150 có được cây Gucci quá xuất sắc. Được chưa ạ? À? Bom Gucci cộng xoay thải cho em, chuẩn bị qua bom nữa đây. Trời ơi, hôm nay là hàng bom cắt xạ mỗi tay. Tại vì đầu tuần bưu điện làm việc là gửi một đống hàng bom về luôn á anh chị ơi. Mỗi lần mà hàng bom về là nhân viên chỉ biết nhìn nhau cười thôi, chả biết làm gì. Bán hàng online phải chịu kiếp bom hàng thôi. Bom Gucci lan lê xem thải cho em nha. My Nguyễn cho xem thải cho em. Đây là bom Gucci nha mọi người ơi, 150.000 cho giá gốc là 250. Bây giờ sẽ lên cho mình cây bom to. Kính hàng mà cục hàng mà càng to thì cái giá của nó càng cao. Cục hàng càng to giá càng cao. Bây giờ đây, cây này nhiêu vậy? Trời ơi, mắc quá vậy. 1.890.000, trời ơi, sao mà mắc quá vậy nè. 1.890.000. Nhóc nhỏ ơi, lấy cái này để lại cho em là bom Gucci nha chị. Anh ơi, 1.890.000. Ngày hôm nay bốc xả cho mình. 1.890.000 ngày hôm nay bốc xả cho mình. Trời ơi, quá là đẹp luôn. B8.000 Watcher Design. Rồi, cây Gucci qua hết hàng rồi mấy bà ơi. Tiếp tục luôn, dòng B8000 Butcher Design, đây là đời mới nhất của Butcher Design. Và Gucci Chanel nó sẽ có nhiều lĩnh vực lắm, quần áo, giày dép, túi xách. Nhưng đối với Butcher Design nó chỉ có ô tô và kính mát thôi. Một người dám chạy chiếc ô tô của Butcher Design là biết là trời dân đỉnh lắm rồi nha, có tiền lắm mới dám xài. Cho nên là một người mà dám đeo một cây kính Butcher Design cũng biết đây là phải dân đẳng cấp cực kỳ mới dám đeo. Đây, đây là hàng B8000 nha mọi người ơi. Butcher Design đời B8000. Ai lấy comment liền cho em hàng này là hàng xách tay. Những nãy giờ em lên like cho mình là hàng lẻ, không có hộp. Còn cây này là hộp, tại vì nó xách tay về mà. Kính để trong hộp luôn, có đầy đủ giấy, tờ, thẻ kẹt và khăn lau cho mình luôn. Đấy, 15 cây chốt 15 người thôi. View 1.700 mà chỉ có 15 cây trong like thôi đó mọi người ơi. Bấm liền cho em nha. Khi mọi người muốn mua thì mọi người để mã liền cho em là bom B8000 và số điện thoại. Đây, dòng kính Butcher Design B8000 và số điện thoại cho em nha. Dòng này là dành cho nam. Và cái cây này đặc biệt ở chỗ là màu đen. Nhưng em thách thức các anh đi xuyên màn đêm cho em thoải mái. Màu đen, các anh đi xuyên màn đêm thoải mái. Cây này đi với vợ xong rồi ra ngoài nhìn gái vô tư, gái không biết là mình đang nhìn đâu. Tại vì người ta nhìn vô người ta thấy đây là màu đen. Người ta có biết là mình đang nhìn ai, chỉ có mình nhìn người ta được thôi chứ người ta tách nhìn mình được. Tại vì dòng này á, nó được một cái là sao? Ở ngoài nó là đen nhưng ở trong của nó phủ tráng gương xanh. Tất cả những dòng kính mà phủ tráng gương xanh đều là những dòng kính điều chỉnh cân bằng ánh sáng được. Bẻ cong ánh sáng là 1, giảm bức xạ tối đa là 2, điều chỉnh cân bằng ánh sáng là 3. Nó không đổi màu bên ngoài đâu, nó sẽ đổi màu bên trong. Đây, cái mặt tráng gương xanh này đi vào ban ngày nó sẽ là đen đậm, đi vào buổi tối sẽ trở thành khói nhạt. Cho nên đó là lý do tại sao cây này em nói màu đen vẫn đi đen được. Đó, đi xuyên màn đêm xem B8000 nha. Khi mọi người mua được kiểm tra hàng trước khi nhận. Khi mọi người mua kiểm tra hàng cho em là đầy đủ nè. Thứ nhất, nem kẹt. Đó, nếu như nem kẹt là nem bằng giấy, bằng cái tờ giấy giống như là tờ giấy này nè, thì đó là hàng giả, hàng dởm. Nem kẹt không phải là giấy này. Nem kẹt nó phải là cái thẻ cứng. Cái thẻ cứng giống như là thẻ ATM và thẻ tín dụng của mình á. Cái này y như cái thẻ ATM, y như thẻ tín dụng của mình luôn. Chất liệu là thẻ cứng nha mọi người nhé. Thì đó mới là hàng hiệu. Rồi, giấy tờ B8000 đầy đủ hàng Pháp nè.
hộp đầy đủ nè, hộp trong hộp ngoài đầy đủ. Và khăn lâu sẽ là khăn bằng lụa chứ không phải bằng cô tông. Khăn là khăn bằng lụa, có đính chữ nhũ vàng Butcher Design B8000, mọi người thấy không? Đó, đầy đủ giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lâu thì mình mới nhận nhá. Kiểm tra hàng trước khi nhận, một đổi một nếu kính lỗi và bảo hành trọn đời cho mình. Càng gọng ốc bảo hành cho mình. Cây này ai làm chày làm bể được trồng hoàn tiền 200%. B8000 cộng xem thoại cho em. Đó, mua kính ở những cái shop online thì mình sợ ví dụ kính lỗi, kính bị gì không được bảo hành, không được đổi trả. Còn mua kính ở cửa hàng bị gì qua shop đọc xem thoại, nhân viên bảo hành từ A cho tới Z. Bom B8000 cộng xem thoại cho em nha. Càng là sao, có bọc cao su luôn, cho nên không sợ càng bị chày, không sợ càng bị xước. Hơn nữa những anh nam nào hay đổ mồ hôi á, từ màu đen mà nó lâu lâu nó bay ra thành màu bạc luôn á, lấy liền trên cây này. Bọc cao su không bao giờ bị sợ bị chảy xước, không bao giờ sợ bị bạc càng. B8000 đủ chưa? Rồi bây giờ đây em nhắc lại, những anh chị nào đã để mã rồi, ngưng để mã nữa được không? Em nhận thêm 5 số trừ hao, nhận thêm 5 số trừ hao nữa cho những anh chị nào chưa để mã cây này, cho những anh chị nào mới vào. Còn những anh chị đã để mã rồi em không cho để mã nữa. Nếu để mã nữa em hủy đơn của mình luôn, được không? Tại vì hàng này có số lượng rất là ít, mọi người để mã nhiều quá, để mã nhiều lộn xộn quá thì em sẽ chốt lộn. Rồi ok, bắt đầu đọc tên 5 người nha. Thắng Phạm cho xem thoại cho em, Nghi Lê 1 cây. Rồi Nguyễn Tính 1 cây. Những anh chị nào đã để mã rồi không để nữa nha, để nữa em hủy đơn. 300.000 cho dòng kính này, được không? 300.000 cho dòng kính này, hồi nãy là 1.830.000 em có báo giá rồi, bây giờ em đang sale còn 300.000. Anh Khoa, Mỹ Lầy, Minh Anh. Rồi ok qua. Đây là dòng kính B8000 đi cả ngày và cả đêm. Giờ qua cây nào nữa giờ đây. Em ơi lên bom em ơi, trời ơi. Hôm nay là em sẽ cắt xả hết, bom nào còn là em cắt em xả hết. Tại vì hôm nay bưu điện nó về hàng rất là nhiều. B8000, rồi qua luôn cho mình nhá. Cây này thì giá của nó là một nhiêu vậy? 990.000. Minh Anh chốt rồi bạn. 300.000 là cây B8000 sách tay nha bạn nhá. 980.000 hả? 990 chứ nhầm. 990 giờ lên giá nhiêu giờ ta? Sao chị cây bao đi? Con này nè. Chị neo này nè. Cái này không có hàng hả? Dạ. Chỉ còn cái nào có hàng? 990.000 giờ lên giá nhiêu đây? B8000 là 300 nha. Cao Quang Hiếu xin hỏi cho em, Đùa Hoa Lan lại cho xin hỏi cho em. B8000 lên B8000, 300.000 là ngưng nhận đơn rồi. Bây giờ em qua cho mình cây này. 990.000 hàng Chanel. Đây ạ, dòng kính viền răng cưa đi cả ngày cả đêm. Cây này là em sẽ bán để bù cho những chị nào mà hồi nãy tới giờ chưa chốt được kính giá 20 ha. Cái kính giá 20 hồi nãy thì giá là 320.000 thì em xả cho mọi người với giá là 20. Còn cái cây này thì là 990. Bây giờ em sẽ xả bù cho mình nhá. Giá cây này là 199k. Minh Ngọc lấy B8000, comment là B8000 và xem thoại cho em. Rồi anh Tơ Bùi ơi, cứ để mã và xem thoại là nhân viên chốt nha. Anh chị nào mà để mã và xem thoại là nhân viên tự động chốt đơn, không đọc tên chốt. Tại vì đọc tên biết khi nào mới xong, ngàn mấy người vô coi chứ không phải là 20-30 người đâu mà đọc tên, đúng không? Bây giờ cái miệng nói cái mắt đâu mà tập trung đọc được. Ok ạ. Cái này giờ lên cho mình là bom. Bom nào đây? Bom 199 lên chưa? Chưa. Bom 199, 199.000 cho cây kính Chanel. Dòng kính này là viền răng cưa đi cả ngày và cả đêm. Màu nâu trà, 199.000. Để lại cho em là bom 199 và số điện thoại cho em. Và cái cây này em khẳng định cho mình luôn, hiện tại những shop online không nhập được những cây này về bán. Những cây mà có logo ở hai chữ mũi là những shop online không nhập về bán được. Chỉ có cửa hàng mới nhập về những cây có logo để bán. Còn những hàng online bình thường không nhập về bán được. Thứ nhất, thứ hai, trồng này là trồng plastic thủy phân. Nó miễn nhiễm với khói bụi, nó chống bám vân tay. Miễn nhiễm khói bụi, chống bám vân tay, chống mờ hơi xương, chống mờ hơi lạnh. Bom 199 và xe điện thoại cho em. Nhận 15 số. Phà hơi lên trên bề mặt kính, trồng tự động tan, thấy không ạ? Bom 199 phà hơi cực mạnh lên trên bề mặt kính, trồng tự động tan. Cây này bình thường các chị phải cần dùng khăn lau để lau. Tại vì nhiều khi mình sợ đi vào ban ngày khói bụi nhiều quá, nó làm đục cái trồng của mình. Còn cây này khỏi anh chị ơi, trồng lúc nào cũng trong veo, không cần mờ, không cần lấy khăn lau làm gì nha anh chị nha. Trồng lúc nào cũng trong veo, không cần lấy khăn lau làm gì. Bom 199 và xin hỏi cho em. 990 ngày hôm nay, 199. Chủ yếu là em bán để bù lại cho những chị nào mà nãy giờ có chia sẻ like mà không chốt được kính 20 á. Thì bây giờ mình chốt cây này. Nãy giờ lên toàn 300 thôi đúng không? Cây này là 199 ngàn.
Rồi, 199.000 cho cây này nha mọi người nha. Giá gốc 990 còn 199. Dòng kính Chanel đi cả ngày cả đêm. Đấy, Hương Lan Rum cho số điện thoại cho em luôn nha. Thay đổi không khí một tí, bây giờ em sẽ bóng giờ nha. Tại vì bây giờ cứ cho mọi người chốt thoải mái thì em sợ tí nữa không có hàng để mà bán. Tại vì chỉ có mười mấy cây thôi. Giờ mà cho mọi người chốt thoải mái quá thì sợ là tí nữa không có hàng mà bán, xong rồi mọi người lại quay lại mọi người chửi em. Cho nên là thôi bây giờ em sẽ bấm giờ nha. Cho mọi người đúng 30 giây comment cho em. 30 giây nó qua rất là lẹ. Comment cho em ai trong 30 giây này comment bom 199 là em chốt hết. Nhưng qua 30 giây em sẽ quăng cây này qua một bên, không like tới nữa nha. Bom 199 và số điện thoại. Đây là thời gian đang cho để mã thì cứ để mã đi. Tí nữa nhân viên của em gọi điện tư vấn. Nếu mà nó tư vấn không ok, nếu nó tư vấn cảm thấy cây kính này không đẹp, từ chối nhận hàng, hủy đơn cho em. Còn bây giờ là thời gian đang cho để mã. Cứ hỏi tùm lum tùm la, cứ suy nghĩ, cứ đắn đo. Tí nữa hết hàng thì đừng kêu tại sao. Đừng nói trời sao mà ác quá, không chốt đơn cho chị nha. Mọi người ơi, ra ngoài kính này giá không rẻ. Nói thiệt, những cây kính mà có logo chẳng bụi giá không hề rẻ. Thà mọi người mua kính thời trang, mấy chục ngàn có, mấy trăm ngàn có. Nhưng đối với cây kính này gần 1 triệu. Ngày hôm nay em bán 199.000 là em bán lộ cho mình. Chủ yếu là em cần mọi người tương tác, cho nên mọi người hãy tương tác trong khung giờ mà em quy định nha. Rồi ok, 7 giây cuối cùng nha mọi người ơi. 5 giây cuối cùng bom 199 và số điện thoại cho em. 2 giây cuối cùng bom 199. Rồi ok, Ngân nhận đơn. Qua luôn cho mình cây khác. Em nói rồi, hàng bom không có nhiều mà anh chị cứ suy nghĩ đắn đo là không có hàng bán đâu. Cứ suy nghĩ đắn đo hoài làm gì. Thôi giờ lên xách tay nha. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cho mọi người có một xách tay. Đây, xách tay thì những cái hộp ta to như thế này mới xách tay được. Rồi ok, bom 199 Thúy Uyên Hoàng đâu xin hỏi. Rồi qua cho mình cây này giá 1.890.000. 1.890.000. Ngày hôm nay là em đụng vô trăm mấy em cũng xả. Hàng trăm em cũng xả mà hàng triệu em cũng xả. Rồi 1.890.000. Trời ơi, khi mọi người mua hàng của em là sẽ có đầy đủ giấy cửa hàng, tem của giao hàng tiết kiệm nha. Chứ không phải như là những cái bom mà bom ảo mà ngồi quấn băng keo vô thành một cục đâu. Trời ơi, cái này mới là bom thật nè. Còn mấy cái bom mà người ta giả mạo á, là ba cái bom đó toàn là bán giá cao thôi à. Chỉ có mấy cái bom này mới là hàng thật nè. Rồi, ok, 1.890.000. Quá xuất sắc. Trời đẹp quá vậy. Đẹp quá. 1.890.000. Ngày hôm nay lên cho mình với giá bao nhiêu đây ta? Hàng này là hàng full box của Gucci nha. Trời ơi, xuất sắc quá trời luôn. Dòng kính khung viền full box của Gucci, có ký hiệu logo hai con ong, có đỉnh đá càng mảnh. Đặc biệt hơn là giấy tờ, khăn lau, thẻ cạc đầy đủ. 1.890.000 cho là 1.900.000 ngày hôm nay. 500.000 được không? Xem 500.000 thì được không? Ai lấy comment liền cho em là bom VIP và số điện thoại nha. 500 mắc quá. Thôi 300 thôi. Rồi, 300.000 cho cây này, 1.890.000 còn 300.000. 500 thì mắc quá đúng không? Nhiều người kêu không có tiền mua. Thôi giờ tiếc quá thì thôi lấy 300 thôi cho mọi người ha. Chủ yếu là bán để chào hàng thôi. Cây này là hiện tại là có số lượng rất rất là ít ở nhà luôn. Nãy giờ là còn mười mấy 20 cây, còn cây này chỉ có 10 cây thôi, cho nên chỉ có 10 người được chốt thôi nha. Ai lấy bấm liền cho em là bom VIP và số điện thoại. Dòng kính Chanel khung viền có đính đá. À, cây này có đính đá không ta? Không có đính đá hả? Có logo hai con ong, có khắc laser logo Gucci. 300.000 là giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau. Ở ngoài là một cái hộp nhôm cho mình. Ở trong là sẽ có thêm một cái túi da thắt nút cho mình nữa. Cái túi này là nó có thể chống thấm nước luôn nhá. Những chị nào mà đi biển hay đi du lịch á, mình có thể bỏ cây kính này vào cái bao là mình đi bơi, đi biển thoải mái. Túi này là túi da chống thấm nước cho mình luôn. Mọi người mua là sẽ có khăn lau bọc kiến. Khăn lau là chữ nhũ ánh vàng, bom VIP 300.000 Gucci nhé. Rồi hộp là hộp nhung có khắc Gucci ở trong. Đó, bom VIP xin hỏi mọi người ơi, Thúy Uyên Hoàng cho xin hỏi cho em đi chị ơi. Để lại đúng đầy đủ cú pháp nha. Em chốt đơn là em chốt đơn hệ thống chứ không phải đọc tên từng người. Bây giờ cái miệng nói cái mắt đâu mà đọc tên chốt đơn từng người được. Để lại số điện thoại và mã là nhân viên tự động biết số mọi người là ai để nhân viên chốt. Có nghĩa là sao? Khi mọi người để lại đầy đủ cú pháp, hệ thống nó ghi nhận lại hết. Hệ thống giờ nó hay lắm, bây giờ công nghệ thông tin hay lắm. Để lại đầy đủ thông tin là nó ghi nhận lại hệ thống hết à. Rồi Bích Vân xin hỏi cho em nha, bom VIP đây à, giấy tờ đầy đủ nha. Sẽ có cái túi thắt nút của Gucci, sẽ có hộp da của Gucci và sẽ có khăn lau của Gucci luôn. Bom VIP 300.000, nhận thêm 5 số nữa. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi, ngưng để nhắc lại. Mỗi người để đúng một lần thôi.
sợ đơn của mình bị ẩn thì chèn sticker cho em, chứ mình đừng để nhiều quá, để nhiều quá em loạn, để nhiều quá em chốt lộn. Rồi bây giờ những anh chị nào đã để mã rồi không để nữa nha, em sẽ nhận thêm 5 số nữa. Bom này là 1.300.000 lên luôn cho mình với giá 300k. À nhầm, 1.800.000 chứ nhầm, 1.890.000 chứ. Lên luôn cho mình với giá 300.000. Nhận 5 số nữa, Hương Lan một chiếc nè, Nhỏ Huỳnh một chiếc nè. Anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi thì vẫn được chốt nha, nhưng mà em đang nói là em sẽ chốt cho 5 người nào chưa để. Rồi Thanh Tuyền, Đàn Nguyễn, Lộc Văn Lỡ, ok. Lộc Văn Võ, ok, bông VIP. Bông VIP này là dòng kính Gucci, đi cả ngày cả đêm. Đi ngày đi đêm và chồng của nó có thể chống hơi sương, chống mờ hơi lạnh, miễn nhiễm với khói bụi cho mình nha. Rồi, hai bên cháu mụ sẽ có Gucci. Như là em nói rồi á, nãy giờ kính nào mà là hàng hiệu, hàng nhập là đều sẽ có logo hết. Còn mọi người mua kính ở những cái shop quà lưu niệm hay là mọi người mua kính ở lề đường, ở hội chợ là kính nó chỉ là kính thời trang thôi, nó không bảo vệ mắt, nó sẽ không có độ UV chuẩn được. Rồi ok, lên luôn cho mình cây khác. Bom VIP ngưng nha, bom VIP ngưng nhận nha. Kính nam nó hết rồi ta. Bom VIP ngưng nhận rồi, thôi giờ qua cho mình sắp tay đi nè. Giấy tờ, thẻ kẹp, khăn lau đầy đủ. Dòng này là dòng kính gấp. Đây nhìn cho em, kính gấp thì nó khác gì so với kính thường. Nhìn cho em nha. Thứ nhất, kính gấp dày hơn kính thường gấp 3 lần. Kính gấp nè, cái chồng của nó dày hơn kính thường gấp 3 lần. Chồng kính thường mọi người thấy cái chồng của nó rất là mỏng, còn chồng kính gấp thì nó rất là dày. Thứ hai, kính gấp gấp lại được. Kính thường đâu gấp được đâu. Kính gấp gấp lại bỏ túi, chả ai biết là mình đang có cây kính hết. Trời ơi, đây mọi người thấy, kính gấp mà mình bỏ vô cái túi như vậy, thích thì đeo, không thích thôi gấp lại bỏ túi, chả ai biết mình đang có một cây kính ở trong túi cả. Đó, rồi đây là kính nam nè mọi người ơi, thấy không? Full box, sách tay, hàng sách tay như em nói lúc nào cũng sẽ có giấy, sẽ có kính ở trong hộp hết. Và kính thì sẽ có giấy tờ và thẻ kẹp khăn lâu. Cái mẫu mà kính gấp này của Ray-Ban nó sẽ có tem chống hàng giả của Ray-Ban luôn. Nó sẽ có tem chống hàng giả của Ray-Ban luôn nha. Cây này thì giá của nó là 1.900.000. 1.990.000 cho là 2 triệu đi. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mình cây này với giá là 300.000 luôn. Đó, 300.000 luôn. Giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau đầy đủ của Ray-Ban. Em ơi cho chị cái hộp Ray-Ban. Ai lấy cây này comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại. Thứ nhất, kính gấp ra ngoài rất hiếm chỗ bán. Thứ hai, màu này cực kỳ khó tìm. Bình thường dòng Ray-Ban nó chỉ có một là tráng gương, hai là sunrail thôi. Mà màu đen và màu nâu là hai cái màu khó tìm nhất. Cây này ngày hôm nay em xả luôn cho mình với giá là 300k. Mọi người có thể đem kính nhà em ra tiệm kính khác test giá, chỗ nào rẻ hơn 1.000 em hoàn tiền gấp 10. Comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại. Những cây kính nãy giờ lên like còn 10 cây. Cái số lượng mà mình chốt sẽ ít hơn cái người mà được chốt đơn kính mà 10 cây á, mà may mắn lắm mới được chốt. Còn hiện tại số lượng em đang đeo cây kính gấp này có tới 20 cây. Đó, cho nên là sẽ có nhiều người được trúng kính gấp hơn. Ai lấy kính gấp comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại 300.000. Kính càng nhiều thì sẽ càng có số lượng nhiều và sẽ có nhiều người được chốt hơn là những cây kính mà hàng ít. Đây, giấy tờ, khăn lau, thẻ kẹt đầy đủ cho mình nhé. Bom kính gấp và số điện thoại cho em liền để lấy cây này. Trời ơi, giấy tờ đâu rồi? Nãy vừa mới thấy. Đưa cái hộp mới đi em. Rồi, đây ạ, nhắc lại, những cái chồng bình thường á, mọi người muốn mà phủ cường lực thì mọi người phải bỏ ra 500.000 để kỹ thuật viên phủ cho mình một lớp cường lực. Còn đối với cây kính gấp này mọi người chỉ cần bỏ ra 300.000 thôi. Bản thân của nó, cái bản chất thực sự của cây kính này đã có cường lực rồi, cho nên không cần phải bỏ bất kỳ phí tiền ra nữa. Đây, những cây kính bình thường chỉ có một lớp, còn cây này có tới 3 lớp lực. Lớp đầu tiên là lớp plastic. Plastic là nó sẽ miễn nhiễm, chống khói bụi, chống mờ hơi sương, chống mờ hơi lạnh, chống vân tay. Lớp giữa là lớp thủy tinh làm tròng trong. Và lớp cuối cùng là lớp cường lực chống chì và chống bể. Đó, một cây kính mà nó hội tụ rất là nhiều yếu tố. Một cây kính dày 3 lớp thì tất nhiên nó giảm bức xạ và nó chống UV mức tối đa. Kính gấp 300.000. Kính gấp 300.000 nha mọi người ơi. Đây, ở ngoài, hộp ngoài giấy, ở trong là hộp da chống thấm nước. Ngoài ra thì khăn lau và giấy tờ bọc trong một cây bao kiến như thế này. Kính gấp, tiền ship nội thành 20, ngoại thành là 30. Mua đơn hàng trên 2 cây, dù ở vùng sâu, vùng xa em không cần biết, free tiền ship hết. Được không? Mọi người ơi, ra ngoài mua cây này. Thật sự là mọi người có thể lên Google, mọi người search nhé. Mắt kính Việt, mắt kính Điện Biên Phủ và mắt kính Sài Gòn, giá niêm yết cây này là 2.200.000. Sau mắt kính này CE là giá 1.900.000. Ngày hôm nay em lên xả 300.000 em xả lỗ đó. Thiệt luôn á, dân ngành kính mà biết em bán cây này 300.000 là nó sẽ qua nó đã đảo xấu em liền. Nhưng mà sao, em thích thì em bán. Người ta không chịu lỗ được thì người ta không bán được kính. Người ta không chịu lỗ được thì người ta khách ít.
còn em chịu lỗ nhiều cho nên là khách em nhiều là chuyện bình thường. Rồi, kính gấp 300 ngàn nha, nhận thêm 5 số trường hao nữa là hết. Full bắt nha mọi người ơi. Kiểm tra hàng trước khi nhận cho em nào. 1 nè, 1 đổi 1 nếu kính lỗi là 2. Và ngoài ra là bảo hành càng rộng trồng trong vòng cả đời. Đeo 5 năm bảo hành, đeo 10 năm bảo hành, đeo 20 năm bảo hành. Cửa hàng của em là 10 năm rồi chứ không phải mới bán, cho nên cứ yên tâm. Kính gấp và sang hại Lê Quốc Thái một cây anh Dũng. Anh cũng vô tình comment cho em liền là kính gấp Thanh Tiền Lê Thị rồi. Nãy giờ anh chị nào đã có mã là em được chốt rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao nữa. Su lì còn 2 cây. Kính gấp và số điện thoại cho em. Dòng kính gấp đi cả ngày và cả đêm, phong rất là ôm. Đây, cái này là nam đeo, nữ đeo, hai vợ chồng đeo một cây. Comment liền cho em là kính gấp một cặp và xoay thoại em free luôn tiền ship. Kính gấp một cặp và xoay thoại free luôn tiền ship cho mình. Cái chồng này là chồng thủy tinh cường lực nha anh nhá. Chồng này thì anh lấy búa đập còn không bể, huống chi xước anh ơi. Đây, kính gấp nha, bỏ vào túi nè, mọi người thấy là rất là nhỏ gọn, không có biết là mình đang có một cây kính ở trong túi luôn. Đó, thích thì lấy đeo, thích thôi, gấp vô bỏ túi. Thấy không, cực kỳ tiện lợi. Rồi, kính gấp và số điện thoại cho em nha. Đây là kính gấp 300k, xuất sắc lắm. Trồng rất là dày, cây này đi ngày được và đi đêm được luôn. Đi ngày được và đi đêm được luôn nha. Rồi, qua luôn cho mình cây khác, cắt xả luôn cho mình. Giá cây này là nhiều, 930.000, thấy không? Đây, cho mọi người coi, 930.000. Hồi nãy có cắt dở rồi thì phải, giờ lên luôn cho mình. Hôm nay là em nói rồi, em đụng vô cây nào cắt cây đó. Trăm mấy cũng cắt, mà triệu mấy cũng cắt. Kính gấp một cặp, mua một cặp free tiền ship cho mình nha mọi người ơi. Mua một cặp free tiền ship. Rồi, 930.000, giờ lên giá nhiêu đây? Trời ơi, 930.000 ngày hôm nay, lên luôn cho mình đi. Giá nhiêu giờ? 299.000 nhá. Chanel, Chanel đỉnh đá, Chanel đỉnh đá. Thấy không? Cái này mới là đỉnh đá nè. Đỉnh đá có nghĩa là được đính ở trên cái trồng luôn. Còn dán đá có nghĩa là mình lấy keo mình chích vô xong mình ịn cục đá lên, cái là dán. Mà dán thì nó sẽ rất là dễ bung, đính đá là không bao giờ sợ bung. Rồi đây cây này, Mai Vân cho xem thử lấy kính gấp. Cây này là dòng kính Chanel đi cả ngày và cả đêm. Dòng này là bao cho các chị đi đêm luôn, đi đêm xuyên màn đêm cho em. Các chị đi vào lúc 11, 12 giờ khuya y chang như các chị đi vào lúc 5, 6 giờ sáng. 5, 6 giờ chiều là nó tối rồi, 5, 6 giờ sáng là cái giờ ban mai nha, là cái giờ sáng cực kỳ, cái giờ mắt êm cực kỳ. Cây này 199.000, để lại cho em mã là bom 01 và số điện thoại cho em. 199.000 cho cây kính này. Đừng để mã bom 199, để mã bom 01, để sai cú pháp, chốt sai đơn ráng chịu. Rồi, 930, giờ còn 199.000, ai comment lấy liền cho em là 01 và số điện thoại nha. Như là em nói á, tất cả những cái chỗ nào bán hàng online, gọi là bán hàng ở nhà, người ta không bao giờ nhập được những dòng kính nào mà có logo. Đó, những cái dòng kính đó em không biết là chồng của nó như thế nào, không có nói xấu, nhưng mà không biết chồng như thế nào. Còn bởi cái kính mà có logo thì chắc chắn đó là kính đã được đóng mốc, đó là kính chuẩn. Đây, hai bên chỗ mũi có logo cho mình. Và cây này nó rất là ôm mặt, những chị nào mặt hóp, mũi tẹt, mũi thấp, mặt xương, đeo kính hay tụt, hốt liền cho em. 199.000 cho bông 01, rất là xuất sắc. 1/2 trên là min, 1/2 dưới là hồng, đi cả ngày và cả đêm. 01, 199.000. Cây này là nhập chủ yếu là để các chị đi chơi hè đó, đi du lịch, đi biển là hốt liền cho em cây này. Đeo chụp hình là không ai qua được các chị. Chiến hiện xoay thoại cho em, bom 01 nha mọi người nha. Rồi bây giờ chốt đơn, 10 người cuối cùng được chốt cây này mã số 01. Mọi người thấy cái viền nó lấp lánh không? Đấy, cây này viền lấp lánh như pha lê, tại vì trồng của nó là trồng plastic thủy phân. Tất cả những trồng plastic thủy phân đều chống hơi xương, chống hơi lạnh, đều chống vân tay. Đây, vân tay chống thoải mái nha mấy bà nha. Đeo những cây kính bình thường khác còn sợ là khói bụi đụng vô mờ kính đúng không? Cây này khỏi cần, đeo đi bạc ngàn xem, không có khói bụi nào đụng lên được cái trồng của các chị hết á. Trồng này nó rất là trong nha, trồng cực kỳ trong, trồng trong lắm. 199.000 01 cho em. Rồi giờ lên tiếp tục cho mình 01 chốt chưa? Rồi Kim Ngân, bây giờ anh chị nào mà đã để mã rồi không để mã nữa, em sẽ đọc 10 số em chốt cho em qua luôn nè. Kim Ngân, Kim Chi, Kim Liên, Tuấn Nguyễn. Nhắc lại nha, nhận thêm 10 số nữa là qua. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi không để mã nữa. Ái Mỹ 01 01 199 Thanh Trà Bùi cho xem thoại cho em. Su Lì 01 chốt. Anh chị nào đã để mã rồi không để mã nữa nha. Để mã nữa là em chốt lộn ráng chịu. Cái cây kính đâu hồi nãy là kính gốc nha anh ơi, 300.000. Dòng này là Chanel, kính Chanel đẹp lắm, xuất sắc cực kỳ. Rồi Bảo Trang Lớp nè, đây là bom 01 nha chị Mai La.
Thấy Trần Dũng nha. Rồi Thu Thân Đỗ Thị 01, Trần My 01, qua mẫu luôn. Lên liền cho mình mẫu sắp tay. Mẫu này nãy vừa mới cắt dở. 2.120.000 vừa mới cắt dở. 2.120.000 hồi nãy cắt dở. Nguyễn Tú cho sen thoại tặng thưởng cho sen thoại cho em. 2.120.000. Trời ơi, 21.21 nha. Hôm nay sẽ bán nhiêu đây? 21.21. Giờ bán nhiêu giờ? 2.120.000 tặng thưởng cho sen thoại cho em đi ạ. Trần Dũng ơi, chưa được chốt đơn thì cho sen thoại nhân viên kiểm tra lại đơn nhanh nha. Ôi đẹp quá. Rồi Gucci Hồ Ngọc Hà, cây này đi đêm bạc ngàn, mặc dù nó là màu đen. Những cái chồng mà cao cấp á, mọi người đi đêm thoải mái cho em luôn. Tại vì chồng cao cấp nó có thể điều chỉnh được, cân bằng ánh sáng được. Cây này mặc dù màu đen thùi lùi nhưng các chị đi đêm bạc ngàn cho em. Đây, dòng này 2.120.000, 21.21, ngày hôm nay sale còn 600 ràng được không? Trời ơi, 2 triệu mấy mà sale 2.600 là quá rẻ rồi. Đầy đủ khăn lau, giấy tờ, thẻ cạc nha. Đây, dòng kính Hồ Ngọc Hà đeo mắt mèo vuông. Chị nào đang tìm mắt mèo thời trang lấy liền xem cái này. Mã số bom 02, 600.000 được không? Còn 20 cây thôi. Rồi, khăn lau, giấy tờ, thẻ cạc đầy đủ. 600.000 không thấy ai comment hả? Giờ bán 300.000 chắc có người comment nha. Rồi, thay lấy 300.000 bom 02 đi. 600 thì không ai comment hết trơn, nghe 600 sợ quá. Thôi, 300 thôi nha. Không nha Mộc Võ ơi, không phải là đọc tới bị chốt đơn. Những người nào nãy giờ có điện mã và số điện thoại là sẽ được chốt đơn hết. Chị đọc tên hồi nãy là chị đọc tên những con số cuối cùng thôi. Rồi mã số 02 hồng kính Chanel. Tính bán 600 mà thôi, bây giờ lỡ rồi. Cây kính này là cây kính hàng không bao giờ về nữa. Cho nên là em sẽ sell luôn cho mình, em đẩy hàng đi. Cây này là bây giờ muốn về cũng không có hàng mà về. Tại vì Gucci này là đã cháy hàng rồi, phiên bản này đã ngưng sản xuất rồi. Rồi dòng này là nam đeo được và nữ đeo được nha. Bom 02 và sen thoại cho em. Đông nhân chưa có sen thoại chưa chốt. Giấy tờ nem kẹt khăn lau đầy đủ. Ở ngoài là một cái hộp nhung, ở trong là một cái khăn lau chữ nhụ ảnh vàng bọc kiến. Và kèm theo đó là một cái túi rút bằng da. Cái túi này có thể chống thấm nước cho mình. Túi rút Gucci chống thấm nước. Nam đeo nữ đeo, hai vợ chồng cũng có thể đeo chung một cây không sao hết. Đây là form mắt mèo nha các chị ơi. Lưu ý kỹ là mắt mèo vuông nha. Chị nào đeo kính vuông không đẹp, đeo kính tròn không đẹp, cứ lấy kính mắt mèo mà đeo. 02 300.000 thịnh vỡ, bổ sung cái mã bom 02 cho em. Không để mã bom không chốt. Bom 02 và sen thoại, cây này nam đeo nữ đeo. Chồng này chị nào vô tình hay cố ý không cần biết, làm chày làm bể chồng hoàn tiền 200%. Đó, tặng thưởng cho sen thoại giùm em đi. Ngọc Trang ơi, ai cứ để mã và sen thoại là chị chốt. Bây giờ nếu mà chị đọc tên lên thì làm sao mà chị đọc hết lên được. Đâu phải là 5-10 người đặt đâu, mấy trăm người đặt chứ không phải là 5-10 người đặt. Cho nên không thể nào mà đọc tên chốt nha. Cứ để mã và sen thoại là nhân viên tự động chốt hết. Cây này, trời ơi anh Tân Bùi dễ thương ghê chưa. Tát tên vợ vô xong rồi kêu cái này nhé. Anh ơi nếu mà anh mua thì hôm nay em sẽ miễn, anh em sẽ ưu đãi cho anh nha. Rồi, mua cái này, anh nam nào mà mua hôm nay mua cái chiếc này tặng cho vợ, tặng người yêu thì em sẽ ưu đãi cho các anh đó, được không? 02 và sen thoại cho em 300.000. Dòng này là dòng kính nhựa Ý của Hàn Quốc. Cho nên khi mọi người đeo, mọi người thấy nó rất là chắc chắn. Và nhựa Ý thì nó sẽ bóng, giống như là lấy dầu mà bôi lên trên càng vậy đó, thấy không? Cái nhựa của nó rất là bóng. Còn nhựa Trung Quốc, nhựa nó rất là đục, nó không bóng và nó sẽ rất là dễ chày. Nhựa Ý là không bao giờ sợ chày, đeo vô rất là chắc chắn. Rồi chị Rosy Trần ơi, kính đổi một đổi một mà chị yên tâm. Chị liên hệ cho em nha, nhân viên sẽ bảo hành cho chị, đổi một cho chị nha, yên tâm. Rồi đây là bom 02. Bom 02 300.000. Rosy Trần yên tâm đi, chị đổi mới cho chị cái mới liền. Inbox liên hệ qua danh sách chốt đơn để nhân viên bảo hành. Chồng đây là chồng Baroi chống chày và chống bể nha. Đó, Baroi chống chày và chống bể, bao đập nha mọi người ơi. Ở trên YouTube có rất là nhiều clip test thử cái chồng này rồi. Mọi người ơi cứ lên YouTube mà share cho em những cái clip test thử chồng Baroi rồi. Để kính giữa đường cho xe chạy cán ngang qua chồng nó không xi nhê gì hết. Và những chị nữ nào mà hay đi thẩm mỹ viện, các chị thấy là người ta hay đo cho mình đeo một cây kính chống ánh sáng xanh, chống ánh sáng sinh học á. Thì đó, cái kính đó được làm bằng chồng Baroi rồi. Chồng Baroi rồi đây nha. Chống ánh sáng xanh, chống ánh sáng sinh học. Đi triệt lông hay là mình đi làm da các kiểu, đây cây kính này vô là ánh sáng xanh nhìn thoải mái. Đi cả ngày và cả đêm được nhờ cây này. Bom này là bom 02 300.000. Bom 02 300.000. Đây đầy đủ giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau, ngân qua nhận đơn, nhưng nhận đơn qua cây khác nhá. Kính nam, đây hai em. Rồi bây giờ em sẽ qua cho mình cây kính đổi màu.
Ngân nhận đơn nha. Không hai, Ngân nhận đơn. Bây giờ em sẽ qua kính full box cho các anh nam. Những anh nam nào mà đang thích chơi hàng hiệu nhưng không có tiền triệu bỏ ra mà mua thì chúng ta hốt liền xem cây này. Em sẽ cho tạo điều kiện, em sẽ tạo điều kiện cho mọi người biết cảm giác khi đeo kính hàng hiệu là như thế nào. Đây, 2.340.000 dòng kính boxer đổi màu đi cả ngày cả đêm, càng là so bọc cao su. Heo trang tây 02 cho số điện thoại giùm em đi chị, mã số 03 chồng bò rồi. Cây này đổi màu, chống trầy chống bể, đổi màu diệt được ban ngày, đi ban ngày nó sẽ là màu đen, đi vào ban đêm nó sẽ là màu khói. Hiện tại em đang ở nhà, thấy không? Hiện tại đây là buổi tối cho nên mọi người thấy cây kính này nó là màu khói không? Nhưng nếu mà em đeo cây kính này em đi ra ngoài ban đêm, em đi ra ngoài vào ban nắng, đi ra ngoài mà gặp bức xạ UV, nó sẽ chuyển hẳn sang màu đen đậm cho em luôn. Bây giờ nói không tin, test thử mới tin nha. Rồi, cây này em chỉ còn đủ 15 cây, em chốt cho 15 người thôi. Đây là bom đổi màu cộng xanh thoại cho em. Ai lấy comment liền. Anh chị nào đã từng biết về bom đổi màu rồi thì chốt liền. Còn anh chị nào mà không biết thì bây giờ test thử cho biết. Để ra ngoài người ta hỏi biết kính đổi màu không thì đây, biết với người ta. Đây ha. Không, đây là bom VIP nha mọi người ơi. Mã số này là mã số bom VIP nhá, 300.000. Bom VIP. Hiện tại hai cây kính này là màu khói nhạt tại vì đang ở nhà. Nhưng nếu mọi người đi ra ngoài buổi sáng gặp UV, gặp bức xạ, cái này là ánh sáng UV nè. Nếu mà nhìn vào mắt thường là mắt của mình sẽ giảm thị lực. Còn bây giờ nếu mà em đưa cái chồng Polaroid này vô thì cái chồng này nó sẽ chuyển hẳn sang màu đen cho mình. Mọi người đi ra ngoài nắng tầm 10 giây nó đổi màu rồi. Đi ra ngoài nắng gặp bức xạ tầm 10 giây thôi là nó đổi màu liền. Còn nếu mà đi ra ngoài mà tầm 2 tiếng là nó sẽ chuyển hẳn qua màu đen đậm luôn. Nó chuyển hẳn qua màu đen đậm như thế này luôn nè. Nếu đi ra ngoài được 2 tiếng là nó sẽ chuyển qua đen đậm như thế này. Rồi đây, đây là livestream phát sóng trực tiếp ở ngoài như thế nào trên livestream y chang vậy nha. Hồi nãy hai cây y chang màu như nhau. Bây giờ hai cây. Nhìn kỹ nha. Thấy không ạ? Một bên là đen, một bên là khói, thấy rất rõ đúng không mọi người ơi? Đây là bom đổi màu 300.000, giấy tờ, thẻ kẹp, khăn lau đầy đủ. Bom đổi màu cộng xanh hải gem. Bom đổi màu cộng số điện thoại cho em. Đi vào ban ngày là màu đen, đi ra ngoài gặp nắng 10 giây thôi nó đã chuyển màu rồi. Và đi tầm 2 tiếng là nó sẽ chuyển qua màu đen đậm như thế này luôn. Đó, đi ra ngoài nắng là đen đậm, đi vào tối là khói nhạt nhá. Butcher Design dòng B8000 á, nó chỉ đi vào ban ngày à, nó chỉ đổi màu ở bên trong thôi. Cái dòng B8000 nó chỉ đổi màu bên trong. Còn cái dòng bom đổi màu là nó đổi màu luôn cả trong và cả ngoài. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP vậy. Trời, nhiều người comment bom VIP vậy. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP nha. Comment lộn là chốt sai, đáng chịu. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP. Ai comment lộn thì comment lại cho em đi. Đổi màu đi cả ngày cả đêm. Cây này em bảo hành trọn đời cho mình về trồng. Bảo hành trọn đời cho mình về trồng. Làm chày làm bể được trồng, hoàn tiền cho mình 200%. Đây, bao đập. Và đặc biệt hơn là cây này mọi người đi nắng được và cũng đi mưa được luôn. Trồng Byron này nếu mà mọi người đi ra mưa, nước mưa mà nó thấm vô trồng thì nó sẽ tự động làm tan giọt nước mưa. Đó, giọt nước mưa mà bị vô trồng á là nó sẽ tự làm mờ cái giọt nước mưa đi. Cũng giống như mọi người đi chạy xe ô tô ở ngoài đường á, mà mưa thì cái ô tô nó sẽ gạt nước cho mình, thì cây này cũng vậy. Cái trồng này nó sẽ gạt nước cho mình. Đi nắng được và đi cả mưa được luôn. 300.000 bom đổi màu cho em nha. Test thoải mái. Nếu như cây này mọi người đi ra ngoài nắng mà không thấy đổi màu, qua shop của em hoàn tiền cho mình. Rồi, làm trời làm bể trồng là hoàn toàn không có chuyện đó nha mọi người nha. Cây này bao cho mọi người test. Búa đập còn không bể, xe hàng cán qua còn không bể mà. Cây này nam đeo được và nữ đeo được. Thay vì mình bỏ ra 300.000 mình mua được có một cái áo và một cái quần, thì bây giờ bỏ ra 300.000 vừa được áo vừa được quần. Bỏ ra 300.000 đi ban ngày là cây kính đen. Đó, đi ban đêm là cây kính khói. Trời ơi quá rẻ, không muốn gì nữa. Cây này gọi là em chủ yếu là em bán để cho các anh có thể biết được cái cảm giác đeo kính hàng hiệu cho có với người ta. Đó, cứ đó giờ mình cứ nghe giang hồ đồn là kính đổi màu này, kính đổi màu kia. Nhưng mà giờ mình mới biết được là kính đổi màu nó như thế nào đúng không? Đó, nguyên lý của kính đổi màu là ra ngoài gặp bức xạ là chuyển qua đen, còn buổi tối là chặn màu khói cho mình. Rồi, bom này Tân Bùi được nhanh nha, quỷ B8000 đổi qua đổi màu được nhanh nha. Anh comment cho em lại cái số điện thoại. Bom này là bom đổi màu và số điện thoại cho em. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi, không để mã nữa. Bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao. Bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi em sẽ không chốt nha. Bây giờ mà đã để mã rồi mà giờ để mã lại nữa là giận nha, không chơi nữa. Rồi bây giờ nhận 5 số trừ hao cho những người nào chưa để. Đây là bom đổi màu,
Trần Đức Vinh, Kiên Quậy, Tân Bùi ok, Đặng Ngọc Vân bom 02 ok chị nha. Đây là bom đổi màu, nhắc lại những anh chị nào nãy giờ đã để rồi không để nữa nha. Để nữa là không chơi, nghỉ chơi nha. Bây giờ là chị chốt cho ba người còn lại, những ba người nào mà mình chưa có chốt đơn nãy giờ, chưa có số điện thoại nãy giờ thì em sẽ ưu tiên. Rồi Thanh Tuyền, Lê Thị, Nguyễn Quốc Hân, Thảo Nguyễn ok hết. Ngọc Điệp Châu ok. Đây là bom 300.000 càng là so nhá. Càng là so. Có bọc cao su cho mình luôn, cây này bọc cao su. Cho nên không sợ trời, không sợ bị xước chồng, không sợ bị xước càng. Nhiều anh nam là đeo cái kính màu đen, đeo thời gian mồ hôi ra nhiều quá chuyển qua màu trắng luôn. Thì đây cây này đây không có chuyện đó. Bọc cao su cho nên mồ hôi hoàn toàn là không có dính dáng gì hết nha, càng nó vẫn như mới. Rồi thôi giờ qua cho mình cây hàng thiết kế của nhà em. Cây này là em bán cực kỳ chạy luôn, bà nào lần nào lên livestream cũng bán vốn hết. Tại vì cây này á, cây này bình thường mỗi lần lên livestream là có số lượng rất là ít, cho nên là mấy chị mà không mua được là lúc nào cũng nói trời sao kỳ vậy, không chừa hàng cho chị. Rồi bây giờ đây, cây này lên cho mình. Dòng kính không viền, đỉnh đá cao cấp, hàng thiết kế đi cả ngày và cả đêm. Rồi cây này bán nhiêu đây? Dòng kính này bán bao nhiêu ta? 1.1 triệu. Thôi giờ bên lên bán cho mình 250.000 đi ha. Cái bom đổi màu hồi nãy là 300.000 nhá. 300.000 là có hộp luôn nha mọi người nha. 300.000 là có hộp, giấy tờ khăn lau đầy đủ luôn á. 300.000 là full box luôn nha mọi người. Cái cây bom đổi màu 300.000 là full box. Rồi cái cây này là dòng kính thiết kế đỉnh đá cao cấp. Nhân viên shipper giao hàng tới kiểm tra đá đổi màu, đá rớt hộp thì đừng nhận hàng luôn. Được không? Cây này em khẳng định là đá cao cấp. Mặc dù là đá trắng trên nền vàng, nhưng khi mọi người đi ra ngoài gặp nắng hay là mọi người đi vào buổi tối, nó sẽ chuyển hẳn sang màu phản quang cho mình, chuyển hẳn sang mà màu đổi màu thành 7 màu cho mình luôn á. Cây này là 250.000 nhá. 1.1 30 còn 250.000. 1.1 30 còn 250.000. Ai lấy comment luôn cho em là bom 03 và số điện thoại 250.000. Những cây nãy giờ em lên livestream á, em không có đọc tên từng người lên, tại vì nó có rất là nhiều em không đọc tên. Nhưng đối với cây này em còn 8 cây cho nên em sẽ đọc tên đúng 8 người thôi. Còn 8 cây đọc tên đúng 8 người thôi. Anh chị nào lấy, chị nào, nhất là chị nào mình thích sang chảnh, thích thể hiện cái sự đẳng cấp của mình thích nổi bật thì mình lấy liền cho em cây này. Tại vì cây này đi ra ngoài mấy chị rất là nổi. Nếu như khi mấy chị mặc một cái áo, một cái đầm đỉnh đá, hoặc là làm một cái bộ móng tay mà đỉnh đá đó, đi ra ngoài nắng nó sẽ phản quang, đi buổi tối gặp đèn nó sẽ phản quang. Thì đây kính cũng vậy, đá này nó sẽ phản quang được, tại vì đây là đá pha lê cao cấp. 250.000 để lại luôn cho em là bom 03. Bom 03 chốt đúng 8 người. Hương Nguyễn 1 cây, bom 03 250.000, giá gốc 1.130.000, đang còn 250.000 mà chỉ chốt đúng cho 8 người thôi. Đọc tên là chốt. Bom 03. Dòng này cũng là dòng plastic thủy phân, cho nên khi mình đeo thì mình có thể yên tâm là đây tiêu B400. Đeo thì mình yên tâm là nó sẽ không bị mờ hơi xương, mờ hơi lạnh. Đây, hơi xương hơi lạnh mà đụng vô chồng là nó tự tan liền. Rồi, Võ Dung ơi, đây không phải live phát lại. Thanh Tuyền 03, Tèo Tèo, Mỹ Linh, Hương Nguyễn 03, Trương Quyền 03. Thấy không ạ? Chuẩn bảo vân tay cho mình đầy đủ nha mọi người nha. Lê thì Mỹ Linh chốt rồi. Cây này là đặc biệt dành cho những chị nào thích sang, và hơn nữa là cái phần trắng mũi của nó rất là êm. Nhiều chị đeo kính á, là cái kính nó bị lằn hai bên mũi, hai bên nó bị đỏ mũi á. Cây này cái phần mà chống mũi của nó rất là êm, cho nên đeo vào là nó sẽ không có bị lằn đỏ hai bên đâu. Trương Quyền 03 ok. Ngọc Dùng bông đổi màu chốt rồi nha. Ngọc Trang bông 03, đây là bông 03 nhá. 250.000 bông 03 cho mình. Rồi ok, bây giờ chuẩn bị lên cho mình nha. Nguyễn Đình Sáu để lại cho em là 03 đi anh ơi. Nguyễn Đình Sáu để lại cho em là bom 03 và số điện thoại nha anh nha. Bom 03 và số điện thoại cho em. Trương Quyền bom 03 chút rồi, cái này là bom 03 kính thiết kế. Đó là còn cái nào không? Rồi anh Thư Nguyễn bom 03. Ok, giờ lên cho mình cây này nha. Gần offline rồi cho nên là cái số lượng hàng cũng còn rất là ít. Anh chị nào mà không chốt thì chốt liền cho em nha. Đây là bông 03 nha các chị ơi, Mala bông 03 ok. Rồi qua luôn cho mình bông 04. Cái này không, cái này gọi là quà đi, bông quà cho em đi. Tại vì cái này là em bán chủ yếu là tri ân cho những anh chị nào mà còn ở lại trong live đến những giờ phút cuối cùng, tại vì gần off rồi. Tri ân cho gần 500 con người còn ở lại trong live đến những giờ phút cuối cùng này, thì em sẽ làm cho bán lên cây mày cho mọi người kiểu như là quà vậy đó nha, tặng quà cho mình thôi.
Rồi đây, Yến Như ơi thấy chị rồi nha. Đây là cái form rất là ôm mặt. Chị nào đeo kính mà bị tụt kính, chị nào đeo kính mà cứ bị sập lên sập xuống á, lấy liền cho em cây này. Cây này là mặt nhỏ mặt hóp nè, mũi tẹt mũi thấp là lấy liền cho em nè. Đó, đây là quà tặng của em ngày hôm nay dành cho những chị nào, những anh nào đang coi like nha. Dòng kính màu trà đỉnh đá, màu này là màu trà. Da trắng đeo thì cực kỳ trắng da, và da đen đeo thì cực kỳ nổi bật, cực kỳ tây. Cây này thì 930, em sale cho mình còn giá 199 ngàn. Đây là mã bông quà và sen thải cho em. Comment liền cho em là bông quà và sen thải nha, 199 ngàn. Bình thường chị nào anh nào hay coi like sẽ biết cây này em sẽ sale với giá 500, hay coi like sẽ biết nha. Hôm nay em lên luôn 199 ngàn dành cho anh chị luôn. Đây là bông quà và sen thải cho em. Bông hồi nãy vừa qua là 250 nha chị ơi. Bông hồi nãy vừa qua là bông 250 ngàn nhá. Rồi bông quà Thúy Mai 1 cây, còn 10 cây chốt 10 người thôi nha anh chị ơi. Gần offline rồi cho nên là không cần lời nữa. Bây giờ là cần mọi người tương tác thôi. Bông quà và sen thoại Trương Thu Nga, Hương Nguyễn nè, Sun Sky mà, ok Phương Linh nè, Ngọc Điệp Châu. Bông quà này là màu trà. Cái màu trà này đeo rất là mát mắt nha các chị ơi. Đó, chị nào đang cần tìm kính đi cả ngày cả đêm thì lấy liền cho em. Cây này đi đêm sáng mắt cực kỳ. Các chị nghĩ đi, hiện tại xung quanh đây là màu tối, mình đeo cây kính màu nâu sáng như thế này đi ra ngoài chắc chắn sẽ dễ dàng thấy đường chạy xe hơn. Cây này bông quà nha, 199 ngàn. Trước đổ Trần Việt tặng thưởng Quốc Anh bông quà. Đây, test TOV luôn, đi ngày và cả đi đêm thoải mái cho em. Yến Hồng bông quà, Bắp Ngô Thanh Tuyền Lê Thị bông quà, Trân Chỉ Cù Tàu bông quà, 199 ngàn, TOV 400. Cái này rất là ôm mặt. Những chị nào, những anh nào đeo kính mà vẫn bị bụi bay vô mắt, vẫn bị khói bay vô mắt thì do mặt của mình nhỏ và kính của mình không ôm, thì bây giờ lấy liền cho em cây này. Khẳng định cho mình luôn, đeo cây này là bao ôm mặt cho mình. Cây này là bao ôm, bao ôm mặt. Trung Bảo Thanh Ngọc bông quà Đình Khôi sen thải cho em đi ha. Rồi Trúc Nguyễn Thị bông quà. Rồi Lập Chuyên bông hòa, Đặng Ngọc Văn bông hòa, bông quà Ngọc Yến bông quà. Thôi bây giờ để thay đổi không khí một tí thì em sẽ cho mọi người thời gian nha. Em sẽ bấm giờ cho mọi người 1 phút để mọi người chốt. Nếu như trong vòng 1 phút cứ để lại mã và xoay thoại là em chốt. Qua 1 phút em không bán cây này nữa, em quăng cây này qua một bên. Lúc đó đừng kêu em ơi bán cho chị hay em ơi bán cho anh nha. Bây giờ không đọc tên nữa, sẽ không đọc tên nữa mà sẽ cho mọi người thời gian. Em sẽ bấm giờ. Trong vòng 1 phút này là thời gian quy định để cho mọi người để xoay thoại đó. Trong thời gian này cứ để mã là được chốt. Qua thời gian quy định không chốt nữa, không bán nữa. Teo teo đổi 03 thành bông quà vẫn được. Rồi 199 ngàn bông quà cho em nha. Còn 30 giây nữa cho cây này. Đi ngày và đi đêm màu trà. Form này rất là ôm. Chị nữ nào đeo kính mà sợ bị bụi bay vô mắt và khói bay vô mắt thì hốt liền cho em. Đó, form này nó không to quá, không nhỏ quá, form vừa. Cho nên là mình có thể đi cả ngày cả đêm. Và nó rất là, nó không có bị làm cho mặt của mình bị thô. Rồi bông quà kim châm bông quà nha, 199k bông quà. Rồi, ok, tèo tèo bông quà chốt luôn nè. Qua luôn cho mình cây khác. Bông quà rồi, giờ qua cho mình cây nào đây, có chính nữ không nhờ. Rồi giờ em lên cho mình cây này. Cây này là em bán cặp, nam đeo được, nữ đeo được. Bông quà. Rồi ok, tận thưởng chốt rồi. Thanh Tài Yến Như chốt rồi, Chăm Chỉ Của Tàu chốt rồi. Nãy giờ có điểm mã sen thoại được chốt rồi nha. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái mã bom. Lê Hồng Tâm để lại cho em là bom quà đi anh ơi, để đúng cú pháp em mới chốt được. Rồi em lên cho mình cái mã bom. Này là bom như rồi em. Bom không hả? Bom không bốn. Cái này là dòng kính không viền, cặp, đi nam được, đi ngày được. Đi ngày, đeo, nam đeo được và nữ đeo được. Nam đeo được và nữ đeo được, đi cả ngày và cả đêm được. Cái cây này mọi người thấy càng của nó rất là mảnh, cho nên mình đeo sẽ không bị nặng mũi hay tì mũi của mình. Rồi mọi người ơi vào lại giùm em nha. Rất mạng mọi người vào lại giùm em ha.
Ai đang xem like đâu ạ? Giơ tay em xem coi nào, điểm danh từng người nha. Anh chị nào đang coi like ngày hôm nay thì mình vô tương tác giùm em, chấm cho em một chấm ha. Rồi, fan cứng đâu hết rồi? Hôm nay là sẽ ưu tiên chốt cho fan cứng nè, ưu tiên chốt cho những anh chị nào khách mối, khách quen, khách mua hàng lâu rồi mà chưa được chốt đơn. Hôm nay là Tâm sẽ xả kính xịn cho anh chị nha. Rồi, chào Tàng Simo nè, chào Virginia thấy em nha. Trước khi mà mình vô mình săn bom ấy thì mình tương tác trước đi, chấm giùm em một cái đi, coi là bình luận nó có hiện lên trên màn hình like hay không nha. Không chia sẻ có được mua không? Tất nhiên là không rồi anh ơi, trời ơi. Tại vì sao anh không chia sẻ like, anh có thể mua. Nói chung là có thể mua nhờ mua với giá 700, 800, 900 vân vân. Còn nếu mà anh chia sẻ like, anh chỉ mất có 5 giây thôi mà anh được mua với giá 20, 30 ngàn thì anh chọn cái nào? Rõ ràng, mọi người ơi, chơi game ở những cái shop khác người ta phải bắt mọi người chia sẻ tới mười mấy, 20 cái hội nhóm. Còn mọi người chơi game của shop em, mỗi người chỉ cần 5 nhóm thôi, 5 hội nhóm và một lần duy nhất trang cá nhân là mọi người hốt quà liền. Vậy mà còn tiếc cái gì nữa? Thay vì mình bỏ ra ít nhất là phải 300 ngàn mới được cây kính chuẩn hàng hiệu. Không phải chuẩn hàng hiệu mà là chuẩn TOV. Ít nhất phải bỏ ra 300 ngàn mới được cây kính chuẩn UV cho mình. Còn chưa nói tới cái việc thương hiệu của nó là thương hiệu gì nha. Mà bây giờ mọi người bỏ ra có 20 ngàn thôi mà có một cây kính chuẩn UV là thứ nhất, thứ hai thời trang, thứ ba cao cấp, thứ tư là nguồn gốc rõ ràng. Trời ơi, đòi hỏi cái gì ở đây nữa? Anh chị nào mình đang xem livestream chấm giùm em một chấm nha. Chấm mút các kiểu 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm cho bình luận của mình nó được hiện lên trên màn hình like. Nhiều anh chị kêu là sao mà cái shop này chơi game kỳ quá, sao kêu tặng quà mà không bao giờ được tặng. Thì em nói luôn, đó giờ em livestream hơn 2 năm trời rồi, không có chuyện là nói không làm, không có chuyện mà đọc tên mà không tặng. Trừ khi nào mọi người không chia sẻ like là em hủy đơn nè, hoặc là bình luận của mình bị trôi đi, bị ẩn đi là em hủy đơn của những người đó thôi. Còn ngoài ra là em cứ đọc tên là sẽ chốt đơn hết. Rồi, ai đang xem livestream ngày hôm nay thì mình vô mình comment chấm cho em một chấm là thứ nhất. Thứ hai là mình nhớ mình chia sẻ like. Không có cái shop nào tặng quà mà không bắt chia sẻ hết á. Nếu mà kêu vô không chia sẻ like là được chốt là thôi, những cái shop nó tàn là xạo hết. Tại vì sao lên livestream có quà phải có lại. Em đã bán cho mình những cái chiếc mắt kính với giá quá là rẻ rồi. Cho nên em phải bắt buộc mọi người đổi lại cho em bằng cách là chia sẻ like cho em thôi. Và em không có cần chia sẻ chi mà mười mấy 20 nhóm đâu. Mỗi người chỉ cần chia sẻ cho em ở 5 hội nhóm thôi là được rồi. Chia sẻ nhiều quá làm gì, nhiều anh chị than là em ơi chia sẻ nhiều quá bị chặn tính năng. Trời ơi, em không cần 5 nhóm vào một lần trang cá nhân thôi nha. Bây giờ ngày hôm nay bình thường em xả là kính 200 ngàn, 300 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay về được một lô hàng kính xả cao cấp, em lên cho mình với giá 400, 500 được không? Xả kính 400, 500 với giá 20 ngàn và 30 ngàn thôi. 20, 30 thôi, không có 40, 50 gì hết nhá. 20 và 30 ngàn thôi. Những anh chị nào mà chưa bao giờ được nhận kính đâu, giơ tay lên cho em coi thử. Tuần trước đã được nhận kính rồi nhưng tuần này vẫn chưa được nhận, comment liền cho em luôn. Em đọc tên chốt hết, được không? Hôm nay là chả cần phải làm gì nhiều, chả cần đoán đúng, chả cần chia sẻ nhiều chi mười mấy 20 nhóm. Để lại cho em số điện thoại để nhân viên biết đường gọi điện liên lạc chốt đơn thôi. Còn ngoài ra cứ có trong live là em chốt hết. Đó, chơi game ở những cái shop khác thì 300-400 người, thậm chí 1000 người vô dành có một phần quà. Thì em nói thiệt nha, tới mai cũng không trúng. Còn chơi game của em hả, 1000 người vô coi like là sẽ có 600 người nhận quà, chắc chắn luôn. Rồi ok, bây giờ lên đây chuẩn bị lên quà cho mình nha. Chuẩn bị lên quà đây ạ. Chia sẻ quá trời, chưa được gọi điện chốt đơn. Vi gì đây? Đây, Vi Regina cho liền cho chị cái bom 20k và số điện thoại. Hôm nay chị chốt cho em. Nguyễn Lan Anh cho liền cho em bom 20k và số điện thoại. Bây giờ nha, mọi người bấm đúng cú pháp cho em nha. Không có số điện thoại thì không biết đường gọi điện để chốt đơn. Nhiều khi là nhiều người em chốt giá 20-30 ngàn á, mà em nhắn tin không thèm trả lời em luôn. Trời ơi, nhiều người người ta cầu cho con trúng mà không trúng. Nhiều người nhắn tin chốt đơn năn nỉ cho địa chỉ không cho. Ngộ vậy đó. Rồi bây giờ nha, cho số điện thoại trong livestream để nhân viên có số điện thoại của mình để biết gọi điện xin địa chỉ. Bom 20.000 bắt đầu nhận đơn. Comment liền cho em ngày hôm nay có tên là có quà. Có tên, có số điện thoại, tí nữa em offline cái nhân viên gọi điện xin địa chỉ liền. Vì Regina chốt Thủy Đình bom 20k. Đã chia sẻ rồi, bấm liền cho em bom 20k và số điện thoại. Và nhớ nha, nốt lại cho em chữ chưa bao giờ nhận kính. Trời ơi, ngày hôm nay anh chị nào mà đã từng được nhận kính rồi, thoát ra khỏi livestream cho em. Em không welcome những anh chị nào đã từng được nhận kính rồi mà còn tham mà còn vô mà nhận nữa nha. Không,
Bây giờ là anh chị nào mà đã nhận kính rồi á thì đi ra ngoài đi ha. Chỉ chốt cho những anh chị nào chưa bao giờ nhận kính thôi. Ngân Sô-cô-la, Trịnh Nhẫn, Nhung Ngọc, Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Lan Anh, Bom 20k và số điện thoại cho em. Ai được đọc tên không comment nữa. Những người nào chưa được đọc tên thì comment, còn những anh chị nào đã được đọc tên rồi không comment nữa. Bom 20k và số điện thoại cho em. Hôm nay nhận quà cực kỳ đặc biệt. Tại vì sao? Bình thường á đâu có đọc tên. Bình thường là cứ để mã đi, đâu có đọc tên đâu. Ngày hôm nay là đọc tên luôn nha, cụ thể từng người. Bom 20k và số điện thoại có được cây kính BBL. Cây này 320, đang sale cho mình với giá là 20.000, được không? Rồi, bom 20k và số điện thoại cho em. Chưa bao giờ nhận thì comment cho chị đi băng tuyền ơi. Chưa bao giờ được nhận kính thì ngay bây giờ comment liền cho chị là bom 20k và số điện thoại nha. Cây này có 15 cây, chốt cho 15 người. Hàng BBL đi cả ngày cả đêm. Và anh chị nào nãy giờ đang coi livestream này chưa chia sẻ like thì em sẽ hủy đơn nhé. Bấm liền cho em ở bên phải màn hình có chữ chia sẻ đó. Bấm liền cho em ở đó, 5 hội nhóm thôi, mất có 2 giây thôi mà mình tiết kiệm được gấp 10 lần. Thay vì mình bỏ ra 320 mình mua được một cây kính thì bây giờ mình chỉ cần bỏ ra 20.000 thôi, tiết kiệm được tới 300.000, thấy không? Chỉ còn là mất 5 giây chia sẻ thôi. Rồi bom 20k, Su Võ, Quỳnh Phương, AB Trần. Rồi Diễm Hương thấy em rồi, được bây giờ là được có comment thấy em không, thấy chị không, thấy hết chứ không phải không thấy. Nhưng mà đang chốt đơn cho nên là mình nhanh tay lên. Trời ơi, những bà nào rề ra là không có quà đâu mấy bà ơi. Rề ra là không có quà. Bom 20k và số điện thoại vô trong livestream mắc kính ACL. Lợi nhất ở vấn đề là không cần phải giành giật nhau chơi game những shop khác. 1.000 người vô giành một cây kính. Trời ơi, giành thiếu điều xé xác nhau ra, không có quà. Còn chơi game ACL, 1.000 người vô giành 50 cây kính, giành 100 cây kính thì cái xác suất mà mình trúng sẽ cao hơn. Rồi bom 20.000 qua luôn nha. Tiếp tục qua cho mọi người bom. Trời sao cây này giống cây này quá vậy? Trời đất ơi, thôi cái nào giấu thì cho qua. Tiếp tục lên cho mình cây này bao nhiêu đây ạ? Rồi 480.000, bom 20.000, ngân nhận đơn qua liền cho mình 480. Ngày hôm nay cắt đụng trúng cây nào xả cây đó. Giá mấy trăm ngàn cũng xả, mà giá 1 triệu, 2 triệu cũng xả luôn. Duy nhất trong khung giờ ngày hôm nay, tại vì hôm nay là ngày đầu tuần nè. Đầu tuần thì bên bưu điện họ làm việc. Mà đầu tuần bưu điện làm việc thì tất nhiên là hàng bom trả về nó nhiều lắm. Đó, cắt bom xả hết, bom 20.000 ngân nhận đơn. Giờ qua liền cho em bom 30.000 luôn anh chị ơi. Bom 30k và số điện thoại cho em nha. Cây này thì giá nhiêu? 480, thôi 30.000 đi ha. 30.000 15 cây mấy người, mọi người ơi. 30.000 15 cây, 30.000 15 cây, mãi vô mãi vô. Thay vì bỏ ra mấy 400 mấy gần 500.000, bây giờ bỏ ra 30.000 thôi. Đó, bên em không phải là chơi game mà được tặng quà. Tặng quà là trừ khi nào mình may mắn lắm thì mình mới được tặng. Còn trong cái livestream ngày hôm nay là bán hàng. Nhưng mà bán với giá 20-30 thôi. Bán hàng có nghĩa là cứ để lại số điện thoại là sẽ có đơn. Mình bỏ tiền ra mình mua mà, 30.000 cũng là tiền mà, đúng không? Cho nên cứ để lại số điện thoại là có đơn thôi. Bom 30k Đào Nga, Diệp Anh Trần, Bom 30k Thẩm Ngọc 15 cây nha anh chị ơi. Thủy Lư 1 cây, Quỳnh Thị Tuyết Nhi 1 cây, Ánh Trăng Sao 1 cây. Ai đã được chốt đơn rồi, ai đã được đọc tên rồi, không để mã nữa ha, không comment nữa. Em chỉ chốt cho những anh chị nào mà chưa được đọc tên thôi. Rồi Lan Hương, bom 30k, ngân sô cô la tây hồi nãy đọc bom 20.000 rồi nha bà. Bớt tham nha bà nhé. Rồi ok, qua luôn cho mình cây khác. Qua luôn, em ơn sơ còn không em? Rồi đi chấm rưỡi hả? Rồi ok, lên luôn cho mình cây này 980 đi ha. Cắt hôm nay đụng cây nào xả cây đó. Mấy trăm cũng xả mà mấy triệu cũng xả. Rồi cây này là 980.000, nhìn giùm em nè. Bom nào là bom thật có nghĩa là sẽ có đầy đủ giấy của cửa hàng, có số điện thoại địa chỉ của người bom và có cả tem của xác nhận giao hàng tiết kiệm. Ngân sô cô la tây đã chốt rồi. Đinh Lê Thẳng Thủy, Hùng Nguyễn bom 30k. Rồi Vi Nhã bom 30k cho em luôn ha. Ok, giờ lên luôn cho mình cây này. Cây này 980.000, thấy giá không ạ? Trời ơi, nói điêu làm gì cho mệt. Trời ơi, shop của em là cửa hàng bán 10 năm trên thị trường rồi, chứ không phải mà mới tập tành bán gần đây đâu. Xạo sự mọi người làm gì. Rồi ok, lên luôn cho mình chồng Polaroid hàng Gucci. Chồng Polaroid hàng Gucci. Cây này 980 thì ngày hôm nay sale cho mọi người với giá bao nhiêu đây? Dòng này là dòng mắt mèo tròn Gucci, đi cả ngày cả đêm. 980, trăm rưỡi được không? Đó, 150.000 được không? Được thì bấm liền cho em là bom Gucci và số điện thoại. Bom Gucci và số điện thoại. Dòng kính Gucci, khắc laser logo Gucci, ký hiệu con ong Gucci, form mắt mèo tròn của Gucci. Và đặc biệt hơn là cây này có thể lắp chồng cộng được luôn. Mọi người ơi, mua chơi game hay là mọi người mua kính ở những chỗ nào mà gọi là bán ở nhà online thôi á, không có cửa hàng á,
mọi người không thể nào lắp chồng cận vô kính mát được. Nhưng khi mọi người mua hàng của em, lắp chồng cận vô kính mát hỗ trợ cho mình được luôn. Lắp chồng cận vô kính mát được, chồng này chống chày chống bể. Đây, móng tay vận nhọn cà trên bề mặt kính, không sợ chày không sợ bể. Chồng này ai làm chày làm bể được cái chồng, em sẽ hoàn tiền 200% cho mình. Bom này là bom Gucci và sen thải cho em 150 cho cây này, 980. Trời ơi, nói điêu làm gì, 980 sell cho mình với giá 150.000. Đã không xả thì thôi, đã xả là xả như vậy mới gọi là xả, đúng không? Mọi người chơi game ở những cái shop bình thường, những cái shop nhỏ nhỏ hay shop online á, người ta chỉ nhập về tầm mấy chục cây kính để người ta bán thôi. Hàng không có mà bán, đâu ra mà xả, đâu ra mà tặng. Còn em là cửa hàng, mỗi lần cửa hàng nhập thì mọi người biết rồi, ngập cả 1.000, 2.000 cây. Cho nên cái việc mà bán giá rẻ là việc bình thường. Chủ yếu bán giá rẻ là sao? Câu tương tác, cần view cao, giống như em ghi caption đó mọi người thấy không? Xả bom kính xịn câu like, chủ yếu là câu like, câu tương tác thôi chứ lời gì ba cây này. 150.000 nha, đi cả ngày và cả đêm cho em. Bom Gucci 150 nha mọi người ơi. Đây ạ. Chồng này là chồng Polaroid, ai làm chày làm bể được chồng hoàn tiền 200%. Địa chỉ shop là 1A Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Đó, bom này là bom Gucci nha, nhận thêm 5 số nữa là hết bom Gucci. TOV chuẩn 400, dòng này là dòng mắt mèo nha. Đó, dòng này là dòng mắt mèo tròn của Gucci, ngày hôm nay đụng cây nào xả cây đó. 150 có được cây Gucci quá xuất sắc. Được chưa ạ? Bom Gucci cộng xanh hại cho em, chuẩn bị qua bom nữa đây. Trời ơi, hôm nay là hàng bom cắt xạ mỗi tay. Tại vì đầu tuần bưu điện làm việc là gửi một đống hàng bom về luôn á anh chị ơi. Mỗi lần mà hàng bom về là nhân viên chỉ biết nhìn nhau cười thôi, chả biết làm gì. Bán hàng online phải chịu kiếp bom hàng thôi. Bom Gucci lan lê xanh hại cho em nha. My Nguyễn cho xanh hại cho em. Đây là bom Gucci nha mọi người ơi, 150.000 cho giá gốc là 250. Bây giờ sẽ lên cho mình cây bom to. Kính hàng mà cục hàng mà càng to thì cái giá của nó càng cao. Cục hàng càng to giá càng cao. Bây giờ đây, cây này nhiêu vậy? Trời ơi mắc quá vậy. 1.890.000. Trời ơi sao mà mắc quá vậy nè. 1.890.000. Nhóc nhỏ ơi, lấy cái này để lại cho em là bom Gucci nha chị. Anh ơi, 1.890.000. Ngày hôm nay bốc xả cho mình. 1.890.000 ngày hôm nay bốc xả cho mình. Trời ơi quá là đẹp luôn. B8.000 Watcher Design. Rồi cây Gucci qua hết hàng rồi mấy bà ơi. Tiếp tục luôn, dòng B8000 Butcher Design, đây là đời mới nhất của Butcher Design. Và Gucci Chanel nó sẽ có nhiều lĩnh vực lắm, quần áo, giày dép, túi xách. Nhưng đối với Butcher Design nó chỉ có ô tô và kính mát thôi. Một người dám chạy chiếc ô tô của Butcher Design là biết là trời dân đỉnh lắm rồi nha, có tiền lắm mới dám xài. Cho nên là một người mà dám đeo một cây kính Butcher Design cũng biết đây là phải dân đẳng cấp cực kỳ mới dám đeo. Đây, đây là hàng B8000 nha mọi người ơi, Butcher Design đời B8000. Ai lấy comment liền cho em hàng này là hàng xách tay. Những nãy giờ em lên like cho mình là hàng lẻ, không có hộp. Còn cây này là hộp, tại vì nó xách tay về mà. Kính để trong hộp luôn, có đầy đủ giấy, tờ, thẻ kẹt và khăn lau cho mình luôn. Đấy, 15 cây chốt 15 người thôi. View 1.700 mà chỉ có 15 cây trong like thôi đó mọi người ơi. Bấm liền cho em nha. Khi mọi người muốn mua thì mọi người để mã liền cho em là bom B8000 và số điện thoại. Đây, dòng kính Butcher Design B8000 và số điện thoại cho em nha. Dòng này là dành cho nam. Và cái cây này đặc biệt ở chỗ là màu đen. Nhưng em thách thức các anh đi xuyên màn đêm cho em thoải mái. Màu đen các anh đi xuyên màn đêm thoải mái. Cây này đi với vợ xong rồi ra ngoài nhìn gái vô tư, gái không biết là mình đang nhìn đâu. Tại vì người ta nhìn vô người ta thấy đây là màu đen. Người ta có biết là mình đang nhìn ai, chỉ có mình nhìn người ta được thôi chứ người ta tách nhìn mình được. Tại vì dòng này á, nó được một cái là sao? Ở ngoài nó là đen nhưng ở trong của nó phủ tráng gương xanh. Tất cả những dòng kính mà phủ tráng gương xanh đều là những dòng kính điều chỉnh cân bằng ánh sáng được. Bẻ cong ánh sáng là 1, giảm bức xạ tối đa là 2, điều chỉnh cân bằng ánh sáng là 3. Nó không đổi màu bên ngoài đâu, nó sẽ đổi màu bên trong. Đây, cái mặt tráng gương xanh này đi vào ban ngày nó sẽ là đen đậm, đi vào buổi tối sẽ trở thành khói nhạt. Cho nên đó là lý do tại sao cây này em nói màu đen vẫn đi đêm được. Đó, đi xuyên màn đêm xem B8000 nha. Khi mọi người mua được kiểm tra hàng trước khi nhận. Khi mọi người mua kiểm tra hàng cho em là đầy đủ nè. Thứ nhất, nem cạc. Đó, nếu như nem cạc là nem bằng giấy, bằng cái tờ giấy giống như là tờ giấy này nè, thì đó là hàng giả hàng dởm. Nem cạc không phải là giấy này. Nem cạc nó phải là cái thẻ cứng. Cái thẻ cứng giống như là thẻ ATM và thẻ tín dụng của mình á. Cái này y như cái thẻ ATM, y như thẻ tín dụng của mình luôn. Chất liệu là thẻ cứng nha mọi người nhé. Thì đó mới là hàng hiệu. Rồi, giấy tờ B8000 đầy đủ, hàng Pháp nè. Hộp đầy đủ nè. Hộp trong, hộp ngoài đầy đủ. Và khăn lau sẽ là khăn bằng
bằng lụa chứ không phải bằng cô tông. Khăn là khăn bằng lụa, có đính chữ nhũ vàng Boucher Design B8000 mọi người thấy không? Đó, đầy đủ giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lâu thì mình mới nhận nhá. Kiểm tra hàng trước khi nhận 1-1 nếu kính lỗi và bảo hành trọn đời cho mình. Càng gọng ốc bảo hành cho mình. Cây này ai làm chày làm bể được trồng hoàn tiền 200%. B8000 cộng xem thoại cho em. Đó, mua kính ở những cái shop online thì mình sợ ví dụ kính lỗi, kính bị gì không được bảo hành, không được đổi trả. Còn mua kính ở cửa hàng bị gì qua shop đọc xem thoại, nhân viên bảo hành từ A cho tới Z. Bom B8000 cộng xem thoại cho em nha. Càng là sao, có bọc cao su luôn, cho nên không sợ càng bị chày, không sợ càng bị xước. Hơn nữa những anh nam nào hay đổ mồ hôi á, từ màu đen mà nó lâu lâu nó bay ra thành màu bạc luôn á, lấy liền trên cây này. Bọc cao su không bao giờ bị sợ bị chảy xước, không bao giờ sợ bị bạc càng. B8000 đủ chưa? Rồi bây giờ đây em nhắc lại, những anh chị nào đã để mã rồi, ngưng để mã nữa được không? Em nhận thêm 5 số trừ hao, nhận thêm 5 số trừ hao nữa cho những anh chị nào chưa để mã cây này, cho những anh chị nào mới vào. Còn những anh chị đã để mã rồi em không cho để mã nữa. Nếu để mã nữa em hủy đơn của mình luôn, được không? Tại vì hàng này có số lượng rất là ít, mọi người để mã nhiều quá, để mã nhiều lộn xộn quá thì em sẽ chốt lộn. Rồi ok, bắt đầu đọc tên 5 người nha. Thắng Phạm cho xem thoại cho em, Nghi Lê 1 cây. Rồi Nguyễn Tính 1 cây. Những anh chị nào đã để mã rồi không để nữa nha, để nữa em hủy đơn. 300.000 cho dòng kính này được không? 300.000 cho dòng kính này, hồi nãy là 1.830.000 em có báo giá rồi, bây giờ em đang sale còn 300.000. Anh Khoa, Mỹ Lầy, Minh Anh. Rồi ok qua, đây là dòng kính B8000 đi cả ngày và cả đêm. Giờ qua cây nào nữa, giờ đây em ơi, lên bom em ơi, trời ơi, hôm nay là em sẽ cắt xả hết, bom nào còn là em cắt em xả hết, tại vì hôm nay bưu điện nó về hàng rất là nhiều. B8000 rồi qua luôn cho mình nhá. Cây này thì giá của nó là một nhiêu vậy? 990.000. Minh Anh chốt rồi bạn. 300.000 là cây B8000 sách tay nha bạn nhá. 980.000 hả? 990 chứ nhầm. 990 giờ lên giá nhiêu giờ ta? Sao chị cây bao đi. Con này nè. Cái này nè. Cái này không có. Không có hàng à? Dạ. Chính chỉ còn cái nào có hàng. 990.000 giờ lên giá nhiêu đây? B8000 là 300 nha. Cao Quang Hiếu xin hỏi cho em, Đùa Hoa Lan lại cho xin hỏi cho em. B8000 lên B8000, 300.000 là ngưng nhận đơn rồi. Bây giờ em qua cho mình cây này. 990.000 hàng Chanel. Đây ạ, dòng kính viền răng cưa đi cả ngày cả đêm. Cây này là em sẽ bán để bù cho những chị nào mà hồi nãy tới giờ chưa chốt được kính giá 20 ha. Cái kính giá 20 hồi nãy thì giá là 320. 320.000 thì em xả cho mọi người với giá là 20. Còn cái cây này thì là 990. Bây giờ em sẽ xả bù cho mình nhá. Giá cây này là 199k. Minh Ngọc lấy B8000, comment là B8000 và xem thoại cho em. Rồi anh Tơ Bùi ơi, cứ để mã và xem thoại là nhân viên chốt nhá. Anh chị nào mà để mã và xem thoại là nhân viên tự động chốt đơn, không đọc tên chốt. Tại vì đọc tên biết khi nào mới xong, ngàn mấy người vô coi chứ không phải là 20-30 người đâu mà đọc tên, đúng không? Bây giờ cái miệng nói cái mắt đâu mà tập trung đọc được. Ok ạ. Cái này giờ lên cho mình là bom. Bom nào đây? Bom 199 lên chưa? Chưa. Bom 199, 199.000 cho cây kính Chanel. Dòng kính này là viền răng cưa đi cả ngày và cả đêm. Màu nâu trà, 199.000. Để lại cho em là bom 199 và số điện thoại cho em. Và cái cây này em khẳng định cho mình luôn, hiện tại những shop online không nhập được những cây này về bán. Những cây mà có logo ở hai chữ mũi là những shop online không nhập về bán được. Chỉ có cửa hàng mới nhập về những cây có logo để bán. Còn những hàng online bình thường không nhập về bán được. Thứ nhất. Thứ hai, trồng này là trồng plastic thủy phân. Nó miễn nhiễm với khói bụi, nó chống bám vân tay. Miễn nhiễm khói bụi, chống bám vân tay, chống mờ hơi xương, chống mờ hơi lạnh. Bom 199 và xe điện thoại cho em. Nhận 15 số. Phà hơi lên trên bề mặt kính, trồng tự động tan, thấy không ạ? Bom 199 phà hơi cực mạnh lên trên bề mặt kính, trồng tự động tan. Cây này bình thường các chị phải cần dùng khăn lau để lau, tại vì nhiều khi mình sợ đi vào ban ngày khói bụi nhiều quá nó làm đục cái trồng của mình. Còn cây này khỏi anh chị ơi, trồng lúc nào cũng trong veo, không cần mờ, không cần lấy khăn lau làm gì nha anh chị nha. Trồng lúc nào cũng trong veo, không cần lấy khăn lau làm gì. Bom 199 và xin hỏi cho em. 990 ngày hôm nay 199. Chủ yếu là em bán để bù lại cho những chị nào mà nãy giờ có chia sẻ like mà không chốt được kính 20 á. Thì bây giờ mình chốt cây này, nãy giờ lên toàn 300 thôi đúng không? Cây này là 199 ngàn.
Rồi, 199.000 cho cây này nha mọi người nha. Giá gốc 990 còn 199. Dòng kính Chanel đi cả ngày cả đêm. Đấy, Hương Lan Rum cho số điện thoại cho em luôn nha. Thay đổi không khí một tí, bây giờ em sẽ bóng giờ nha. Tại vì bây giờ cứ cho mọi người chốt thoải mái thì em sợ tí nữa không có hàng để mà bán. Tại vì chỉ có mười mấy cây thôi. Giờ mà cho mọi người chốt thoải mái quá thì sợ là tí nữa không có hàng mà bán, xong rồi mọi người lại quay lại mọi người chửi em. Cho nên là thôi bây giờ em sẽ bấm giờ nha. Cho mọi người đúng 30 giây comment cho em. 30 giây nó qua rất là lẹ. Comment cho em ai trong 30 giây này comment bom 199 là em chốt hết. Nhưng qua 30 giây em sẽ quăng cây này qua một bên, không like tới nữa nha. Bom 199 và số điện thoại. Đây là thời gian đang cho để mã thì cứ để mã đi. Tí nữa nhân viên của em gọi điện tư vấn. Nếu mà nó tư vấn không ok, nếu nó tư vấn cảm thấy cây kính này không đẹp, từ chối nhận hàng, quỷ đơn cho em. Còn bây giờ là thời gian đang cho để mã. Cứ hỏi tùm lum tùm la, cứ suy nghĩ, cứ đắn đo. Tí nữa hết hàng thì đừng kêu tại sao. Đừng nói trời sao mà ác quá, không chốt đơn cho chị nha. Mọi người ơi, ra ngoài kính này giá không rẻ. Nói thiệt, những cây kính mà có logo chẳng bụi giá không hề rẻ. Thà mọi người mua kính thời trang, mấy chục ngàn có, mấy trăm ngàn có. Nhưng đối với cây kính này gần 1 triệu. Ngày hôm nay em bán 199.000 là em bán lộ cho mình. Chủ yếu là em cần mọi người tương tác, cho nên mọi người hãy tương tác trong khung giờ mà em quy định nha. Rồi ok, 7 giây cuối cùng nha mọi người ơi. 5 giây cuối cùng bom 199 và số điện thoại cho em. 2 giây cuối cùng bom 199. Rồi ok, Ngân nhận đơn. Qua luôn cho mình cây khác. Em nói rồi, hàng bom không có nhiều mà anh chị cứ suy nghĩ đắn đo là không có hàng bán đâu. Cứ suy nghĩ đắn đo hoài làm gì. Thôi giờ lên xách tay nha. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cho mọi người có một xách tay. Đây, xách tay thì những cái hộp ta to như thế này mới xách tay được. Rồi ok, bom 199 Thúy Uyên Hoàng đâu xin hỏi. Rồi qua cho mình cây này giá 1.890.000. 1.890.000. Ngày hôm nay là em đụng vô trăm mấy em cũng xả. Hàng trăm em cũng xả mà hàng triệu em cũng xả. Rồi 1.890.000. Trời ơi, khi mọi người mua hàng của em là sẽ có đầy đủ giấy cửa hàng, tem của giao hàng tiết kiệm nha. Chứ không phải như là những cái bom mà bom ảo mà ngồi quấn băng keo vô thành một cục đâu. Trời ơi, cái này mới là bom thật nè. Còn mấy cái bom mà người ta giả mạo á, là ba cái bom đó toàn là bán giá cao thôi à. Chỉ có mấy cái bom này mới là hàng thật nè. Rồi, ok, 1.890.000. Quá xuất sắc. Trời đẹp quá vậy. Đẹp quá. 1.890.000. Ngày hôm nay lên cho mình với giá bao nhiêu đây ta? Hàng này là hàng full box của Gucci nha. Trời ơi, xuất sắc quá trời luôn. Dòng kính khung viền full box của Gucci, có ký hiệu logo hai con ong, có đỉnh đá càng mảnh. Đặc biệt hơn là giấy tờ, khăn lau, thẻ cạc đầy đủ. 1.890.000 cho là 1.900.000 ngày hôm nay. 500.000 được không? Sale 500.000 thì được không? Ai lấy comment liền cho em là bom VIP và số điện thoại nha. 500 mắc quá. Thôi 300 thôi. Rồi, 300.000 cho cây này, 1.890.000 còn 300.000. 500 thì mắc quá đúng không? Nhiều người kêu không có tiền mua. Thôi giờ tiếc quá thì thôi lấy 300 thôi cho mọi người ha. Chủ yếu là bán để chào hàng thôi. Cây này là hiện tại là có số lượng rất là ít ở nhà luôn. Nãy giờ là còn mười mấy 20 cây, còn cây này chỉ có 10 cây thôi, cho nên chỉ có 10 người được chốt thôi nha. Ai lấy bấm liền cho em là bom VIP và số điện thoại. Dòng kính Chanel khung viền có đính đá. À, cây này có đính đá không ta? Không có đính đá hả? Có logo hai con ong, có khắc la xe logo Gucci. 300.000 là giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau. Ở ngoài là một cái hộp nhôm cho mình. Ở trong là sẽ có thêm một cái túi da thắt nút cho mình nữa. Cái túi này là nó có thể chống thấm nước luôn nhá. Những chị nào mà đi biển hay đi du lịch á, mình có thể bỏ cây kính này vào cái bao là mình đi bơi, đi biển thoải mái. Túi này là túi da chống thấm nước cho mình luôn. Mọi người mua là sẽ có khăn lau bọc kiến. Khăn lau là chữ nhũ ánh vàng, bom VIP 300.000 Gucci nhé. Rồi hộp là hộp nhung có khắc Gucci ở trong. Đó, bom VIP xin hỏi mọi người ơi, Thúy Uyên Hoàng cho xin hỏi cho em đi chị ơi. Để lại đúng đầy đủ cú pháp nha. Em chốt đơn là em chốt đơn hệ thống chứ không phải đọc tên từng người. Bây giờ cái miệng nói cái mắt đâu mà đọc tên chốt đơn từng người được. Để lại số điện thoại và mã là nhân viên tự động biết số mọi người là ai để nhân viên chốt. Có nghĩa là sao? Khi mọi người để lại đầy đủ cú pháp, hệ thống nó ghi nhận lại hết. Hệ thống giờ nó hay lắm, bây giờ công nghệ thông tin hay lắm. Để lại đầy đủ thông tin là nó ghi nhận lại hệ thống hết à. Rồi Bích Vân xin hỏi cho em nha, bom VIP đây à, giấy tờ đầy đủ nha. Sẽ có cái túi thắt nút của Gucci, sẽ có hộp da của Gucci và sẽ có khăn lau của Gucci luôn. Bom VIP 300.000, nhận thêm 5 số nữa. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi, ngưng để nhắc lại. Mỗi người để đúng một lần thôi.
sợ đơn của mình bị ẩn thì chèn sticker cho em, chứ mình đừng để nhiều quá, để nhiều quá em loạn, để nhiều quá em chốt lộn. Rồi bây giờ những anh chị nào đã để mã rồi không để nữa nha, em sẽ nhận thêm 5 số nữa. Bom này là 1.300.000 lên luôn cho mình với giá 300k. À nhầm, 1.800.000 chứ nhầm, 1.890.000 chứ. Lên luôn cho mình với giá 300.000. Nhận 5 số nữa, Hương Lan một chiếc nè, Nhỏ Huỳnh một chiếc nè. Anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi thì vẫn được chốt nha, nhưng mà em đang nói là em sẽ chốt cho 5 người nào chưa để. Rồi Thanh Tuyền, Đàn Nguyễn, Lộc Văn Lỡ, ok. Lộc Văn Võ, ok, bông VIP. Bông VIP này là dòng kính Gucci, đi cả ngày cả đêm. Đi ngày đi đêm và chồng của nó có thể chống hơi sương, chống mờ hơi lạnh, miễn nhiễm với khói bụi cho mình nhá. Rồi, hai bên chống bụi sẽ có Gucci. Như là em nói rồi á, nãy giờ kính nào mà là hàng hiệu, hàng nhập là đều sẽ có logo hết. Còn mọi người mua kính ở những cái shop quà lưu niệm hay là mọi người mua kính ở lề đường, ở hội chợ là kính nó chỉ là kính thời trang thôi, nó không bảo vệ mắt, nó sẽ không có độ UV chuẩn được. Rồi ok, lên luôn cho mình cây khác. Bông VIP ngưng nha, bông VIP ngưng nhận nha. Kính nam nó hết rồi ta. Bông VIP ngưng nhận rồi, thôi giờ qua cho mình sắp tay đi nè. Giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau đầy đủ. Dòng này là dòng kính gấp. Đây nhìn cho em, kính gấp thì nó khác gì so với kính thường. Nhìn cho em nha. Thứ nhất, kính gấp dày hơn kính thường gấp 3 lần. Kính gấp nè, cái chồng của nó dày hơn kính thường gấp 3 lần. Chồng kính thường mọi người thấy cái chồng của nó rất là mỏng, còn chồng kính gấp thì nó rất là dày. Thứ hai, kính gấp gấp lại được. Kính thường đâu gấp được đâu. Kính gấp gấp lại bỏ túi, chả ai biết là mình đang có cây kính hết. Trời ơi, đây mọi người thấy, kính gấp mà mình bỏ vô cái túi như vậy, thích thì đeo, không thích thôi gấp lại bỏ túi, chả ai biết mình đang có một cây kính ở trong túi cả. Đó, rồi đây là kính nam nè mọi người ơi, thấy không? Full box, sách tay, hàng sách tay như em nói lúc nào cũng sẽ có giấy, sẽ có kính ở trong hộp hết. Và kính thì sẽ có giấy tờ và thẻ kẹt khăn lâu. Cái mẫu mà kính gấp này của Ray-Ban nó sẽ có tem chống hàng giả của Ray-Ban luôn. Nó sẽ có tem chống hàng giả của Ray-Ban luôn nha. Cây này thì giá của nó là 1.900.000. 1.990.000 cho là 2 triệu đi. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mình cây này với giá là 300.000 luôn. Đó, 300.000 luôn. Giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lâu đầy đủ của Ray-Ban. Em ơi cho chị cái hộp Ray-Ban. Ai lấy cây này comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại. Thứ nhất, kính gấp ra ngoài rất hiếm chỗ bán. Thứ hai, màu này cực kỳ khó tìm. Bình thường dòng Ray-Ban nó chỉ có một là tráng gương, hai là sunrail thôi. Mà màu đen và màu nâu là hai cái màu khó tìm nhất. Cây này ngày hôm nay em xả luôn cho mình với giá là 300k. Mọi người có thể đem kính nhà em ra tiệm kính khác test giá. Chỗ nào rẻ hơn 1.000 em hoàn tiền gấp 10. Comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại. Những cây kính nãy giờ lên like còn 10 cây. Cái số lượng mà mình chốt sẽ ít hơn. Cái người mà được chốt đơn kính mà 10 cây á, mà may mắn lắm mới được chốt. Còn hiện tại số lượng em đang đeo cây kính gấp này có tới 20 cây. Đó, cho nên là sẽ có nhiều người được trúng kính gấp hơn. Ai lấy kính gấp comment liền cho em là kính gấp và số điện thoại 300.000. Kính càng nhiều thì sẽ càng có số lượng nhiều và sẽ có nhiều người được chốt hơn là những cây kính mà hàng ít. Đây, giấy tờ, khăn lau, thẻ kẹt đầy đủ cho mình nhé. Bom kính gấp và số điện thoại cho em liền để lấy cây này. Trời ơi, giấy tờ đâu rồi? Nãy vừa mới thấy. Đưa cái hộp mới đi em. Rồi, đây ạ, nhắc lại, những cái chồng bình thường á, mọi người muốn mà phủ cường lực thì mọi người phải bỏ ra 500.000 để kỹ thuật viên phủ cho mình một lớp cường lực. Còn đối với cây kính gấp này, mọi người chỉ cần bỏ ra 300.000 thôi. Bản thân của nó, cái bản chất thực sự của cây kính này đã có cường lực rồi, cho nên không cần phải bỏ bất kỳ phí tiền ra nữa. Đây, những cây kính bình thường chỉ có một lớp, còn cây này có tới 3 lớp lực. Lớp đầu tiên là lớp plastic. Plastic là nó sẽ miễn nhiễm, chống khói bụi, chống mờ hơi sương, chống mờ hơi lạnh, chống vân tay. Lớp giữa là lớp thủy tinh làm tròng trong. Và lớp cuối cùng là lớp cường lực chống chì và chống bể. Đó, một cây kính mà nó hội tụ rất là nhiều yếu tố. Một cây kính dày 3 lớp thì tất nhiên nó giảm bức xạ và nó chống UV mức tối đa. Kính gấp 300.000. Kính gấp 300.000 nha mọi người ơi. Đây, ở ngoài, hộp ngoài giấy, ở trong là hộp da chống thấm nước. Ngoài ra thì khăn lau và giấy tờ bọc trong một cây bao kiến như thế này. Kính gấp, tiền ship nội thành 20, ngoại thành là 30. Mua đơn hàng trên 2 cây, dù ở vùng sâu, vùng xa em không cần biết, free tiền ship hết. Được không? Mọi người ơi, ra ngoài mua cây này, thật sự là mọi người có thể lên Google, mọi người search nhé. Mắt kính Việt, mắt kính Điện Biên Phủ và mắt kính Sài Gòn, giá niêm yết cây này là 2.200.000. Sau mắt kính này CE là giá 1.900.000. Ngày hôm nay em lên xả 300.000 em xả lỗ đó. Thiệt luôn á, dân ngành kính mà biết em bán cây này 300.000 là nó sẽ qua nó đã đảo shop em liền. Nhưng mà sao, em thích thì em bán. Người ta không chịu lỗ được thì người ta không bán được kính. Người ta không chịu lỗ được thì người ta khách ít. Còn
em chịu lỗ nhiều cho nên là khách em nhiều là chuyện bình thường. Rồi, kính gấp 300 ngàn nha, nhận thêm 5 số trừ hao nữa là hết. Full bắt nha mọi người ơi. Kiểm tra hàng trước khi nhận cho em nào. 1 nè, 1 đổi 1 nếu kính lỗi là 2. Và ngoài ra là bảo hành càng rộng trồng trong vòng cả đời. Đeo 5 năm bảo hành, đeo 10 năm bảo hành, đeo 20 năm bảo hành. Cửa hàng của em là 10 năm rồi chứ không phải mới bán, cho nên cứ yên tâm. Kính gấp và xe điện thoại Lê Quốc Thái một cây anh Dũng. Anh cũng vô tình comment cho em liền là kính gấp Thanh Tiền Lê Thị rồi. Nãy giờ anh chị nào đã có mã là em được chốt rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao nữa. Su lì còn 2 cây. Kính gấp và số điện thoại cho em. Dòng kính gấp đi cả ngày và cả đêm, phong rất là ôm. Đây, cái này là nam đeo, nữ đeo, hai vợ chồng đeo một cây, comment liền cho em là kính gấp một cặp và xoay thoại em free luôn tiền ship. Kính gấp một cặp và xoay thoại free luôn tiền ship cho mình. Cái chồng này là chồng thủy tinh cường lực nha anh nhá. Chồng này thì anh lấy búa đập còn không bể, huống chi xước anh ơi. Đây, kính gấp nha, bỏ vào túi nè, mọi người thấy là rất là nhỏ gọn, không có biết là mình đang có một cây kính ở trong túi luôn. Đó, thích thì lấy đeo, không thích thôi, gấp vô bỏ túi. Thấy không, cực kỳ tiện lợi. Rồi, kính gấp và số điện thoại cho em nha. Đây là kính gấp 300k, xuất sắc lắm. Trồng rất là dày, cây này đi ngày được và đi đêm được luôn. Đi ngày được và đi đêm được luôn nha. Rồi, qua luôn cho mình cây khác, cắt xả luôn cho mình. Giá cây này là nhiều, 930.000, thấy không? Đây, cho mọi người coi, 930.000. Hồi nãy có cắt dở rồi thì phải, giờ lên luôn cho mình. Hôm nay là em nói rồi, em đụng vô cây nào cắt cây đó. Trăm mấy cũng cắt, mà triệu mấy cũng cắt. Kính gấp một cặp, mua một cặp free tiền ship cho mình nha mọi người ơi. Mua một cặp free tiền ship. Rồi 930.000, giờ lên giá nhiêu đây? Trời ơi, 930.000 ngày hôm nay, lên luôn cho mình đi. Giá nhiêu giờ? 299.000 nhá. Chanel, Chanel đỉnh đá, Chanel đỉnh đá. Thấy không? Cái này mới là đỉnh đá nè. Đỉnh đá có nghĩa là được đính ở trên cái trồng luôn. Còn dán đá có nghĩa là mình lấy keo mình chích vô, xong mình ịn cục đá lên, cái là dán. Mà dán thì nó sẽ rất là dễ bung. Đính đá là không bao giờ sợ bung. Rồi đây cây này, Mai Vân cho xem thử lấy kính gấp. Cây này là dòng kính Chanel đi cả ngày và cả đêm. Dòng này là bao cho các chị đi đêm luôn. Đi đêm xuyên mày đêm cho em. Các chị đi vào lúc 11, 12 giờ khuya y chang như các chị đi vào lúc 5, 6 giờ sáng. 5, 6 giờ chiều là nó tối rồi, 5, 6 giờ sáng là cái giờ ban mai nha, là cái giờ sáng cực kỳ, cái giờ mắt êm cực kỳ. Cây này 199.000, để lại cho em mã là bom 01 và số điện thoại cho em. 199.000 cho cây kính này. Đừng để mã bom 199, để mã bom 01, để sai cú pháp, chốt sai đơn ráng chịu. Rồi, 930 giờ còn 199.000, ai comment lấy liền cho em là 01 và số điện thoại nha. Như là em nói á, tất cả những cái chỗ nào bán hàng online, gọi là bán hàng ở nhà, người ta không bao giờ nhập được những dòng kính nào mà có logo. Đó, những cái dòng kính đó em không biết là chồng của nó như thế nào, không có nói xấu, nhưng mà không biết chồng như thế nào. Còn với cái kính mà có logo thì chắc chắn đó là kính đã được đóng mốc, đó là kính chuẩn. Đây, hai bên chỗ mũi có logo cho mình. Và cây này nó rất là ôm mặt, những chị nào mặt hóp, mũi tẹt, mũi thấp, mặt xương, đeo kính hay tụt, hốt liền cho em. 199.000 cho bông 01, rất là xuất sắc. 1/2 trên là min, 1/2 dưới là hồng, đi cả ngày và cả đêm. 01, 199.000. Cây này là nhập chủ yếu là để các chị đi chơi hè đó, đi du lịch, đi biển là hốt liền cho em cây này. Đeo chụp hình là không ai qua được các chị. Chi thiện xin hại cho em bông 01 nha mọi người nha. Rồi bây giờ chốt đơn 10 người cuối cùng được chốt cây này mã số 01. Mọi người thấy cái viền nó lấp lánh không? Đấy, cây này viền lấp lánh như pha lê, tại vì trồng của nó là trồng plastic thủy phân. Tất cả những trồng plastic thủy phân đều chống hơi xương, chống hơi lạnh, đều chống vân tay. Đây, vân tay chống thoải mái nha mấy bà nha. Đeo những cây kính bình thường khác còn sợ là khói bụi đụng vô mờ kính đúng không? Cây này khỏi cần. Đeo đi bạc ngàn xem, không có khói bụi nào đụng lên được cái trồng của các chị hết á. Trồng này nó rất là trong nha, trồng cực kỳ trong, trồng trong lắm. 199.000 01 cho em. Rồi giờ lên tiếp tục cho mình 01 chốt chưa. Rồi Kim Ngân, bây giờ anh chị nào mà đã để mã rồi không để mã nữa, em sẽ đọc 10 số em chốt cho em qua luôn nè. Kim Ngân, Kim Chi, Kim Liên, Tuấn Nguyễn. Nhắc lại nha, nhận thêm 10 số nữa là qua. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi không để mã nữa. Ái Mỹ 01 01 199 Thanh Trà Bùi cho xem thoại cho em. Su Lì 01 chốt. Anh chị nào đã để mã rồi không để mã nữa nha. Để mã nữa là em chốt lộn ráng chịu. Cái cây kính đâu hồi nãy là kính gốc nha anh ơi, 300.000. Dòng này là Chanel, kính Chanel đẹp lắm, xuất sắc cực kỳ. Rồi Bảo Trang lớp nè, đây là bông 01 nha chị Mai La.
thấy Trần Dũng nha. Rồi Thu Thân Đỗ Thị 01, Trần My 01 qua mẫu luôn. Lên liền cho mình mẫu sắp tay. Mẫu này nãy vừa mới cắt dở. 2.120.000 vừa mới cắt dở. 2.120.000 hồi nãy cắt dở. Nguyễn Tú cho sen thoại tặng thưởng cho sen thoại cho em. 2.120.000. Trời ơi, 21.21 nha. Hôm nay sẽ bán nhiêu đây? 21.21. Giờ bán nhiêu giờ? 2.120.000 tặng thưởng cho sen thoại cho em đi ạ. Trần Dũng ơi, chưa được chốt đơn thì cho sen thoại nhân viên kiểm tra lại đơn nhanh nha. Ôi đẹp quá. Rồi Gucci Hồ Ngọc Hà, cây này đi đêm bạc ngàn, mặc dù nó là màu đen. Những cái trồng mà cao cấp á, mọi người đi đêm thoải mái cho em luôn. Tại vì trồng cao cấp nó có thể điều chỉnh được, cân bằng ánh sáng được. Cây này mặc dù màu đen thùi lùi nhưng các chị đi đêm bạc ngàn cho em. Đây, dòng này 2.120.000, 21.21, ngày hôm nay sale còn 600 ràng được không? Trời ơi, 2 triệu mấy mà sale 600 là quá rẻ rồi. Đầy đủ khăn lau, giấy tờ, thẻ cạc nha. Đây, dòng kính Hồ Ngọc Hà đeo mắt mèo vuông. Chị nào đang tìm mắt mèo thời trang lấy liền xem cái này. Mã số bom 02, 600 ngàn được không? Còn 20 cây thôi. Rồi, khăn lau, giấy tờ, thẻ cạc đầy đủ. 600 ngàn không thấy ai comment hả? Giờ bán 300 ngàn chắc có người comment nha. Rồi, thôi lấy 300 ngàn bom 02 đi. 600 thì không ai comment hết trơn, nghe 600 sợ quá. Thôi, 300 thôi nha. Không nha một vợ ơi, không phải là đọc tới mới được chốt đơn. Những người nào nãy giờ có điện mã và số điện thoại là sẽ được chốt đơn hết. Chị đọc tên hồi nãy là chị đọc tên những con số cuối cùng thôi. Rồi mã số 02 hồng kính Chanel. Tính bán 600 mà thôi, bây giờ lỡ rồi. Cây kính này là cây kính hàng không bao giờ về nữa, cho nên là em sẽ sell luôn cho mình, em đẩy hàng đi. Cây này là bây giờ muốn về cũng không có hàng mà về. Tại vì Gucci này là đã cháy hàng rồi, phiên bản này đã ngưng sản xuất rồi. Rồi dòng này là nam đeo được và nữ đeo được nha. Bom 02 và sen thoại cho em. Đông nhân chưa có sen thoại chưa chốt. Giấy tờ nem kẹt khăn lau đầy đủ. Ở ngoài là một cái hộp nhung, ở trong là một cái khăn lau chữ nhụ ánh vàng bọc kiến. Và kèm theo đó là một cái túi rút bằng da. Cái túi này có thể chống thấm nước cho mình. Túi rút Gucci chống thấm nước. Nam đeo nữ đeo, hai vợ chồng cũng có thể đeo chung một cây không sao hết. Đây là form mắt mèo nha các chị ơi. Lưu ý kỹ là mắt mèo vuông nha. Chị nào đeo kính vuông không đẹp, đeo kính tròn không đẹp, cứ lấy kính mắt mèo và đeo. 02 300 ngàn thịnh vỡ, bổ sung cái mã bom 02 cho em. Không để mã bom không chốt. Bom 02 và sen thoại, cây này nam đeo nữ đeo. Trong này chị nào vô tình hay cố ý không cần biết, làm trầy làm bể chồng hoàn tiền 200%. Đó, tặng thưởng cho sen thoại giùm em đi. Ngọc Trang ơi, ai cứ để mã và sen thoại là chị chốt. Bây giờ nếu mà chị đọc tên lên thì làm sao mà chị đọc hết lên được. Đâu phải là 5-10 người đặt đâu, mấy trăm người đặt chứ không phải là 50 người đặt. Cho nên không thể nào mà đọc tên chốt nha. Cứ để mã và sen thoại là nhân viên tự động chốt hết. Cây này, trời ơi anh Tân Bùi dễ thương ghê chưa. Tát tên vợ vô xong rồi kêu cái này nhé. Anh ơi nếu mà anh mua thì hôm nay em sẽ miễn, anh em sẽ ưu đãi cho anh nha. Rồi, mua cái này, anh nam nào mà mua hôm nay mua cái chip này tặng cho vợ, tặng người yêu thì em sẽ ưu đãi cho các anh đó, được không? 02 và sen thoại cho em 300 ngàn. Dòng này là dòng kính nhựa Ý của Hàn Quốc. Cho nên khi mọi người đeo, mọi người thấy nó rất là chắc chắn. Và nhựa Ý thì nó sẽ bóng, giống như là lấy dầu mà bôi lên trên càng vậy đó, thấy không? Cái nhựa của nó rất là bóng. Còn nhựa Trung Quốc, nhựa nó rất là đục, nó không bóng và nó sẽ rất là dễ trầy. Nhựa Ý là không bao giờ sợ trầy, đeo vô rất là chắc chắn. Rồi chị Rosie Trần ơi, kính lỗi một đổi một mà chị yên tâm. Chị liên hệ cho em nha, nhân viên sẽ bảo hành cho chị, đổi một cho chị nha, yên tâm. Rồi đây là bom 02 300 ngàn. Rosie Trần yên tâm đi, chị đổi mới cho chị cái mới liền. Inbox liên hệ qua danh sách chốt đơn để nhân viên bảo hành. Trong đây là chồng ba roi chống trầy và chống bể nha. Đó, ba roi chống trầy và chống bể bao đập nha mọi người ơi. Ở trên YouTube có rất là nhiều clip test thử cái chồng này rồi. Mọi người ơi cứ lên YouTube mà share cho em những cái clip test thử chồng boy rồi. Để kính giữa đường cho xe chạy cán ngang qua chồng nó không xi nhê gì hết. Và những chị nữ nào mà hay đi thẩm mỹ viện á, chị thấy là người ta hay đo cho mình đeo một cây kính chống ánh sáng xanh, chống ánh sáng sinh học á. Thì đó, cây kính đó được làm bằng chồng boy rồi. Chồng boy rồi đây nha. Chống ánh sáng xanh, chống ánh sáng sinh học. Đi triệt lông hay là mình đi làm da các kiểu, đeo cây kính này vô là ánh sáng xanh nhìn thoải mái. Đi cả ngày và cả đêm được nhờ cây này. Bom này là bom 02 300 ngàn. Bom 02 300 ngàn. Đây đầy đủ giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau. Ngân qua nhận đơn, nhưng nhận đơn qua cây khác nha. Kính nam, đây hả em? Rồi bây giờ em sẽ qua cho mình cây kính đổi màu.
Ngân nhận đơn nha. 02 Ngân nhận đơn, bây giờ em sẽ qua kính full box cho các anh nam. Những anh nam nào mà đang thích chơi hàng hiệu nhưng không có tiền triệu bỏ ra mà mua thì chúng ta hốt liền xem cây này. Em sẽ cho tạo điều kiện, em sẽ tạo điều kiện cho mọi người biết cảm giác khi đeo kính hàng hiệu là như thế nào. Đây, 2.340.000 dòng kính Boxer đổi màu đi cả ngày cả đêm, càng là so bọc cao su. Heo trai tây 02 cho số điện thoại giùm em đi chị. Mã số 03 trồng bò rồi. Cây này đổi màu, chống trầy chống bể, đổi màu diệt được ban ngày. Đi ban ngày nó sẽ là màu đen, đi vào ban đêm nó sẽ là màu khói. Hiện tại em đang ở nhà, thấy không? Hiện tại đây là buổi tối cho nên mọi người thấy cây kính này nó là màu khói không? Nhưng nếu mà em đeo cái kính này em đi ra ngoài ban đêm, em đi ra ngoài vào ban nắng, đi ra ngoài mà gặp bức xạ UV, nó sẽ chuyển hẳn sang màu đen đậm cho em luôn. Bây giờ nói không tin, test thử mới tin nha. Rồi, cây này em chỉ còn đúng 15 cây, em chốt cho 15 người thôi. Đây là bom đổi màu, cộng xem thoại cho em. Ai lấy comment liền. Anh chị nào đã từng biết về bom đổi màu rồi thì chốt liền. Còn anh chị nào mà không biết thì bây giờ test thử cho biết. Để ra ngoài người ta hỏi biết kính đổi màu không thì đây, biết với người ta. Đây ha. Không, đây là bom VIP nha mọi người ơi. Mã số này là mã số bom VIP nhá, 300.000. Bom VIP. Hiện tại hai cây kính này là màu khói nhạt tại vì đang ở nhà. Nhưng nếu mọi người đi ra ngoài buổi sáng gặp UV, gặp bức xạ, cái này là ánh sáng UV nè. Nếu mà nhìn vào mắt thường là mắt của mình sẽ giảm thị lực. Còn bây giờ nếu mà em đưa cái chồng Polaroid này vô thì cái chồng này nó sẽ chuyển hẳn sang màu đen cho mình. Mọi người đi ra ngoài nắng tầm 10 giây nó đổi màu rồi. Đi ra ngoài nắng gặp bức xạ tầm 10 giây thôi là nó đổi màu liền. Còn nếu mà đi ra ngoài mà tầm 2 tiếng là nó sẽ chuyển hẳn qua màu đen đậm luôn. Nó chuyển hẳn qua màu đen đậm như thế này luôn nè. Nếu đi ra ngoài được 2 tiếng là nó sẽ chuyển qua đen đậm như thế này. Rồi đây, đây là livestream phát sóng trực tiếp ở ngoài như thế nào trên livestream y chang vậy nha. Hồi nãy hai cây y chang màu như nhau. Bây giờ hai cây nhìn kỹ nha. Thấy không ạ? Một bên là đen, một bên là khói, thấy rất rõ đúng không mọi người ơi? Đây là bom đổi màu, 300.000 giấy tờ, thẻ kẹt, khăn lau đầy đủ. Bom đổi màu cộng xoay thải cho em. Bom đổi màu cộng xoay thải cho em. Đi vào ban ngày là màu đen, đi ra ngoài gặp nắng 10 giây thôi nó đã chuyển màu rồi. Và đi tầm 2 tiếng là nó sẽ chuyển qua màu đen đậm như thế này luôn. Đó, đi ra ngoài nắng là đen đậm, đi vào tối là khói nhạt nhá. Butcher thì sai. Dòng B8000 á, nó chỉ đi vào ban ngày à, nó chỉ đổi màu ở bên trong thôi. Cái dòng B8000 nó chỉ đổi màu bên trong. Còn cái dòng bom đổi màu là nó đổi màu luôn cả trong và cả ngoài. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP giờ. Trời, nhiều người comment bom VIP giờ. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP nha. Comment lộn là chốt sai, đáng chịu. Bom này là bom đổi màu, không phải bom VIP. Ai comment lộn thì comment lại cho em đi. Đổi màu đi cả ngày cả đêm. Cái này em bảo hành trọn đời cho mình về trồng. Bảo hành chọn đời cho mình về chồng, làm chày làm bể được chồng hoàn tiền cho mình 200%. Đây, bao đập. Và đặc biệt hơn là cây này mọi người đi nắng được và cũng đi mưa được luôn. Chồng Byron này nếu mà mọi người đi ra mưa, nước mưa mà nó thấm vô chồng thì nó sẽ tự động làm tan giọt nước mưa. Đó, giọt nước mưa mà bị vô chồng á là nó sẽ tự làm mờ cái giọt nước mưa đi. Cũng giống như mọi người đi chạy xe ô tô ở ngoài đường á, mà mưa thì cái ô tô nó sẽ gạt nước cho mình, thì cây này cũng vậy. Cái chồng này nó sẽ gạt nước cho mình. Đi nắng được và đi cả mưa được luôn. 300.000 bom đổi màu cho em nha. Test thoải mái. Nếu như cây này mọi người đi ra ngoài nắng mà không thấy đổi màu, qua shop của em, em hoàn tiền cho mình. Rồi, làm trời làm bể chồng là hoàn toàn không có chuyện đó nha mọi người nha. Cây này bao cho mọi người test. Búa đập còn không bể, xe hàng cán qua còn không bể mà. Cây này nam đeo được và nữ đeo được. Thay vì mình bỏ ra 300.000 mình mua được có một cái áo và một cái quần, thì bây giờ bỏ ra 300.000 vừa được áo vừa được quần. Bỏ ra 300.000 đi ban ngày làm cây kính đen. Đó, đi ban đêm là cây kính khói. Trời ơi quá rẻ, không muốn gì nữa. Cây này gọi là em chủ yếu là em bán để cho các anh có thể biết được cái cảm giác đeo kính hàng hiệu cho có với người ta. Đó, cứ đó giờ mình cứ nghe giang hồ đồn là kính đổi màu này, kính đổi màu kia. Nhưng mà giờ mình mới biết được là kính đổi màu nó như thế nào đúng không? Đó, nguyên lý của kính đổi màu là ra ngoài gặp bức xạ là chuyển qua đen, còn buổi tối là chặn màu khói cho mình. Rồi, bom này Tân Bùi được nhanh nha, quỷ B8000 đổi qua đổi màu được nhanh nha. Anh comment cho em lại cái số điện thoại. Bom này là bom đổi màu và số điện thoại cho em. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi, không để mã nữa. Bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao. Bây giờ em sẽ nhận thêm 5 số trừ hao. Những anh chị nào nãy giờ đã để mã rồi em sẽ không chốt nha. Bây giờ mà đã để mã rồi mà giờ để mã lại nữa là giận nha, không chơi nữa. Rồi bây giờ nhận 5 số trừ hao cho những người nào chưa để.
Đây là bom đổi màu. Trần Đức Vinh, Kim Quậy, Tân Quỳ ok, Đặng Ngọc Vân bom 02 ok chị nha. Đây là bom đổi màu. Nhắc lại những anh chị nào nãy giờ đã để rồi không để nữa nha. Để nữa là không chơi nghỉ chơi nha. Bây giờ là chị chốt cho ba người còn lại, những ba người nào mà mình chưa có chốt đơn nãy giờ, chưa có số điện thoại nãy giờ thì em sẽ ưu tiên. Rồi Thanh Tuyền, Lê Thị, Nguyễn Quốc Hưng, Thảo Nguyễn ok hết. Ngọc Điệp Châu ok. Đây là bom 300.000 càng là so nhé. Càng là so. Có bọc cao su cho mình luôn, cây này bọc cao su. Cho nên không sợ trời, không sợ bị xước chồng, không sợ bị xước càng. Nhiều anh nam là đeo cái kính màu đen, đeo thời gian mồ hôi ra nhiều quá chuyển qua màu trắng luôn. Thì đây cây này đây không có chuyện đó. Bọc cao su. Cho nên mồ hôi hoàn toàn là không có dính dáng gì hết nha, càng nó vẫn như mới. Rồi thôi giờ qua cho mình cây hàng thiết kế của nhà em. Cây này là em bán cực kỳ chạy luôn. Bà nào lần nào lên livestream cũng bán vốn hết. Tại vì cây này á, cây này bình thường mỗi lần lên livestream là có số lượng rất là ít. Cho nên là mấy chị mà không mua được là lúc nào cũng nói trời sao kỳ vậy, không chừa hàng cho chị. Rồi bây giờ đây, cây này lên cho mình. Dòng kính không viền, đỉnh đá cao cấp, hàng thiết kế đi cả ngày và cả đêm. Rồi cây này bán nhiêu đây? Dòng kính này bán bao nhiêu ta? 1.1 triệu. Thôi giờ bên lên bán cho mình 250 đi ha. Cái cây bom đổi màu hồi nãy là 300.000 nhá. 300.000 là có hộp luôn nha mọi người nha. 300.000 là có hộp giấy tờ khăn lau đầy đủ luôn á. 300.000 là full box luôn nha mọi người. Cái cây bom đổi màu 300.000 là full box. Rồi cái cây này là dòng kính thiết kế đỉnh đá cao cấp. Nhân viên shipper giao hàng tới kiểm tra đá tối màu, đá rớt hộp thì đừng nhận hàng luôn. Được không? Cây này em khẳng định là đá cao cấp. Mặc dù là đá trắng trên nền vàng, nhưng khi mọi người đi ra ngoài gặp nắng hay là mọi người đi vào buổi tối, nó sẽ chuyển hẳn sang màu phản quang cho mình. Chuyển hẳn sang màu đổi màu thành 7 màu cho mình luôn á. Cây này là 250.000 nhá. 1.130 còn 250. 1.130 còn 250.000. Ai lấy comment luôn cho em là bom 03 và số điện thoại 250. Những cây nãy giờ em lên livestream á, em không có đọc tên từng người lên. Tại vì nó có rất là nhiều em không đọc tên. Nhưng đối với cây này em còn 8 cây, cho nên em sẽ đọc tên đúng 8 người thôi. Còn 8 cây đọc tên đúng 8 người thôi. Anh chị nào lấy, chị nào, nhất là chị nào mình thích sang chảnh, thích thể hiện cái sự đẳng cấp của mình, mình thích nổi bật thì mình lấy liền cho em cây này. Tại vì cây này đi ra ngoài mấy chị rất là nổi. Giống như khi mấy chị mặc một cái áo, một cái đầm đỉnh đá, hoặc là làm một cái bộ móng tay mà đỉnh đá đó, đi ra ngoài nắng nó sẽ phản quang, đi buổi tối gặp đèn nó sẽ phản quang. Thì đây kính cũng vậy, đá này nó sẽ phản quang được. Tại vì đây là đá pha lê cao cấp. 250.000 để lại luôn cho em là bom 03. Bom 03 chốt đúng 8 người. Hương Nguyễn một cây, bom 03 250, giá gốc 1.130, đang còn 250.000 mà chỉ chốt đúng cho 8 người thôi. Đọc tên là chốt. Bom 03. Dòng này cũng là dòng plastic thủy phân. Cho nên khi mình đeo thì mình có thể yên tâm là đây tiêu B400. Đeo thì mình yên tâm là nó sẽ không bị mờ hơi xương, mờ hơi lạnh. Đây, hơi xương hơi lạnh mà đụng vô chồng là nó tự tan liền. Rồi, Võ Dung ơi, đây không phải live phát lại. Thanh Tuyền 03, Tèo Tèo, Mỹ Linh, Hương Nguyện 03, Trương Quyền 03. Thấy không ạ? À? Chống bám vân tay cho mình đầy đủ nha mọi người nha. Lê thì Mỹ Linh chốt rồi. Cây này là đặc biệt dành cho những chị nào thích sang. Và hơn nữa là cái phần trắng mũi của nó rất là êm. Nhiều chị đeo kính á, là cái kính nó bị lằn hai bên mũi, hai bên nó bị đỏ mũi á. Cây này cái phần mà chống mũi của nó rất là êm. Cho nên đeo vào là nó sẽ không có bị lằn đỏ hai bên đâu. Trước quyền 03, ok Ngọc Dùng bông đổi màu chốt rồi nha. Ngọc Trang bông 03. Đây là bông 03 nhá. 250.000 bông 03 cho mình. Rồi ok, bây giờ chuẩn bị lên cho mình nha. Nguyễn Đình Sáu để lại cho em là 03 đi anh ơi. Nguyễn Đình Sáu để lại cho em là bông 03 và số điện thoại nha anh nhá. Bông 03 và số điện thoại cho em. Trước quyền bông 03 chốt rồi, cái này là bông 03 kính thiết kế. Đó là còn cái nào không? Rồi anh Thư Nguyễn bông 03. Ok giờ lên cho mình cây này nhá. Gần offline rồi cho nên là cái số lượng hàng cũng còn rất là ít. Anh chị nào mà không chốt thì chốt liền cho em nha. Đây là bông 03 nha các chị ơi. Mala bông 03 ok. Rồi qua luôn cho mình bông 04. Cái này không, cái này gọi là quà đi. Bông quà cho em đi. Tại vì cái này là em bán chủ yếu là tri ân cho những anh chị nào mà còn ở lại trong live đến những giờ phút cuối cùng. Tại vì gần off rồi, chỉ ông cho gần 500 con người còn ở lại trong live đến những giờ phút cuối cùng này thì em sẽ làm cho bán lên cho mày cho mọi người kiểu như là quà vậy đó nha, tặng quà cho mình thôi.
Rồi đây, Ý Như ơi thấy chị rồi nha. Đây là cái form rất là ôm mặt. Chị nào đeo kính mà bị tụt kính, chị nào đeo kính mà cứ bị sập lên sập xuống á, lấy liền cho em cây này. Cây này là mặt nhỏ mặt hóp nè, mũi tẹt mũi thấp là lấy liền cho em nè. Đó, đây là quà tặng của em ngày hôm nay dành cho những chị nào, những anh nào đang coi like nha. Dòng kính màu trà đỉnh đá. Màu này là màu trà, da trắng đeo thì cực kỳ trắng da, và da đen đeo thì cực kỳ nổi bật, cực kỳ tây. Cây này thì 930, em sale cho mình còn giá 199 ngàn. Đây là mã bom quà và sen thoại cho em. Comment liền cho em là bom quà và sen thoại nha, 199 ngàn. Bình thường chị nào anh nào hay coi like sẽ biết cây này em sẽ sale với giá 500, hay coi like sẽ biết nha. Hôm nay em lên luôn 199 ngàn dành cho anh chị luôn. Đây là bom quà và sen thoại cho em. Bom hồi nãy vừa qua là 250 nha chị ơi. Bom hồi nãy vừa qua là bom 250 ngàn nha. Rồi bom quà Thúy Mai 1 cây, còn 10 cây chốt 10 người thôi nha anh chị ơi. Gần offline rồi cho nên là không cần lời nữa. Bây giờ là cần mọi người tương tác thôi. Bom quà và sen thoại Trương Thu Nga, Hương Nguyễn nè, Sun Sky mà, ok Phương Linh nè, Ngọc Điệp Châu. Bom quà này là màu trà, cái màu trà này đeo rất là mát mắt nha các chị ơi. Đó, chị nào đang cần tìm kính đi cả ngày cả đêm thì lấy liền cho em. Cây này đi đêm sáng mắt cực kỳ. Các chị nghĩ đi, hiện tại xung quanh đây là màu tối, mình đeo cây kính màu nâu sáng như thế này đi ra ngoài chắc chắn sẽ dễ dàng thấy đường chạy xe hơn. Cây này bom quà nha, 199 ngàn. Trước đổ Trần Việt tặng thưởng Quốc Anh bom quà. Đây, test TOV luôn, đi ngày và cả đi đêm thoải mái cho em. Yến Hồng bom quà, Bắp Ngô, Thanh Tuyền, Lê Thị bom quà, Trân Chỉ Cù Tàu bom quà, 199 ngàn, TOV 400. Cái này rất là ôm mặt. Những chị nào, những anh nào đeo kính mà vẫn bị bụi bay vô mắt, vẫn bị khói bay vô mắt thì do mặt của mình nhỏ và kính của mình không ôm, thì bây giờ lấy liền cho em cây này. Khẳng định cho mình luôn, đeo cây này là bao ôm mặt cho mình. Cây này là bao ôm, bao ôm mặt. Trung Bảo, Thanh Ngọc bom quà, Đình Khôi sen thoại cho em đi ha. Rồi Trúc Nguyễn Thị bom quà, rồi Lập Chuyên bom quà, Đặng Ngọc Văn bom quà, bom quà Ngọc Yến bom quà. Thôi bây giờ để thay đổi không khí một tí thì em sẽ cho mọi người thời gian nha. Em sẽ bấm giờ cho mọi người 1 phút để mọi người chốt. Nếu như trong vòng 1 phút cứ để lại mã và xoay thoại là em chốt. Qua 1 phút em không bán cây này nữa, em quăng cây này qua một bên. Lúc đó đừng kêu em ơi bán cho chị hay em ơi bán cho anh nha. Bây giờ không đọc tên nữa, sẽ không đọc tên nữa mà sẽ cho mọi người thời gian. Em sẽ bấm giờ, trong vòng 1 phút này là thời gian quy định để cho mọi người để xoay thoại đó. Trong thời gian này cứ để mã là được chốt, qua thời gian quy định không chốt nữa, không bán nữa. Teo teo đổi 03 thành bom quà vẫn được. Rồi 199 ngàn bom quà cho em nha. Còn 30 giây nữa cho cây này. Đi ngày và đi đêm màu trà, form này rất là ôm. Chị nữ nào đeo kính mà sợ bị bụi bay vô mắt và khói bay vô mắt thì hốt liền cho em. Đó, form này nó không to quá, không nhỏ quá, form vừa. Cho nên là mình có thể đi cả ngày cả đêm và nó rất là, nó không có bị làm cho mặt của mình bị thô. Rồi bông quà kim châm bông quà nha, 199k bông quà. Rồi ok, tèo tèo bông quà chốt luôn nè. Qua luôn cho mình cây khác. Bông quà rồi, giờ qua cho mình cây nào đây, phải chính nữ không nhờ. Rồi giờ em lên cho mình cây này. Cây này là em bán cặp, nam đeo được, nữ đeo được. Bông quà. Rồi ok, tặng thưởng chốt rồi. Thanh Tài, Yến Như chốt rồi. Chăm Chỉ Của Tàu chốt rồi. Nãy giờ có để mã sen thoại được chốt rồi nha. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái mã bom. Lê Hồng Tâm để lại cho em là bom quà đi anh ơi, để đúng cú pháp em mới chốt được. Rồi em lên cho mình cái mã bom. Mày là bom như rồi em? 04 bom 04 bom 04. Cái này là dòng kính không viền cặp, đi nam được, đi ngày được. Đi ngày đeo, nam đeo được và nữ đeo được. Nam đeo được và nữ đeo được, đi cả ngày và cả đêm được. Cái cây này mọi người thấy càng của nó rất là mảnh, cho nên mình đeo sẽ không bị nặng mũi hay tì mũi của mình. Form là form vuông dành cho mặt tròn, mặt to, mặt dài, mặt nhọn. Đây, cái này là bán theo cặp nha anh chị nha, 199 ngàn một cây. Mua vào cặp 400 free luôn tiền ship. Ai lấy comment liền cho em là bom 04 và xuyên thoại nha. Cây này là dành cho các anh nam và cả các chị nữ. Ai mà đang có vợ có chồng á, đang cần cây, tìm một cây kính cặp để mà mình đi du lịch, đi chơi, chụp hình cho đẹp thì lấy liền cho em cây này. Đó, không viền ombre trên đậm giữa nhạt màu đen. Bao 04 và xanh thải cho em 199k, có được cây kính rất xuất sắc luôn. Đó, thắng đủ ơi, nãy giờ tao bán được cả ngàn cây rồi nha. Còn những cái người mà lúc nào cũng vô sân si với bạn là không bao giờ mình có giàu được nha. Đi ra ngoài trước khi tao chửi.
Cái này là nam đeo được và nữ đeo được luôn. Bán một cái luôn nha. Ý là mọi người có thể mua một cặp, nhưng mà nếu mà ai mà đang cô đơn mẹ chiếc, mọi người có thể mua một chiếc. Một chiếc là 199.000. Còn ai mua một cặp thì comment liền cho em là bom 04. Một cặp và xe thoại thì sẽ được free ship. Mua một chiếc thì tính tiền ship, mà mua một cặp là free ship luôn. Được nha Thu Nga ơi. Rồi Ngọc Điệp Châu ok. 04 cộng sang thoại cho em, bom quà là 199, cái này cũng 199 luôn. Cái này là nam có thể đeo được luôn. Nam nào mà mình chán đeo những cây kính mà cây nào mà chán đeo những cái cây kính mà form giọt nước rồi á, nam nào chán đeo những kính màu form giọt nước truyền thống rồi có thể thử đeo cây kính công viên này. Rồi Thu Lan nha. Ái Mỹ 04. Đây là 04 199.000, đi cả ngày và cả đêm, màu đen dễ phối đồ nha các anh ơi. Màu đen dễ phối đồ nha các chị ơi. Đặt thêm được chứ em, trời đẹp, mua càng nhiều sẽ càng giảm giá. Mua 2 free ship cho mình luôn. Ngọc Điệp Châu mua một cặp ạ. Free ship cho chị nha, cho số điện thoại cho em. Thủy Bích 04 em chốt nè. Rồi ok Trương Thu nghe. Để lại số điện thoại cho em nha mọi người ơi. 04 cộng số điện thoại cho em, lấy liền cho em cây kính không viền màu đen. Bình thường không viền nó hiếm, chưa có màu đen lắm. 04 và số điện thoại. 04 và số điện thoại. Rồi còn ai chốt 04 nữa không? Lên luôn cho mình cây cuối nha, mã số 05. Dòng này là dành cho mấy chị nữ nào mà mình. Ok cậu chủ Hòa Nguyễn một cặp. Ok Ngọc An Trần một cặp free ship. Bây giờ dòng này là dành cho những chị nữ nào mà mình thích form lục giác, mà mình thích cái màu nó hơi sáng một tí. Kiểu như là mình đeo màu trà màu khói hoài mình chán rồi thì mình lấy cho em cây này nhá. Đây là mã số 05. Dòng kính 05 dành cho mấy chị đi cả ngày và cả đêm. Đặc biệt là cây này các chị đi vào buổi sáng hay 1-2 giờ trưa nè. Mình đi vào buổi tối 1-2 giờ khuya thì nó cũng sẽ y như 5-6 giờ sáng cho mình. Cây này là các chị đi ngày hay đi đêm thì nó cũng sẽ y như đi vào buổi sáng 5-6 giờ. Đó. Mã số 05. Chén gương giọt nước. Chén gương giọt nước đợi chị tí nha. Trời cây này đẹp quá nè, tí nữa lên. Xuất sắc. Rồi mã số 05 còn 5 cây, chốt đúng 5 người 199.000 luôn. Cây này là dành cho các chị nữ nào thích màu sáng, kiểu năng động cá tính, đi du lịch đi biển là hốt liền cho em. Đây là form lục giác nha các chị nha. Chị nào đeo kính tròn không đẹp, đeo kính tròn không đẹp, đeo kính vuông không đẹp thì cứ lấy lục giác mà đeo. Rồi chuẩn bị lên kính nam full box luôn. Cái này em đang livestream là 05 199, ai lấy comment 05. 5 cây thôi à. 199.000. Hàng này là hàng của BBL thì phải. Đây. Khắc laser logo BBL. Và những hàng kính nhập thì lúc nào cũng sẽ có laser logo ở hai chấm mũi hết. Càng là càng nhựa nhẹ, không bị cấn hai bên tay của mình. 0599 nè. Rồi bây giờ em sẽ qua luôn cho mình cây này. Cái dòng này em nói luôn, đây là cái dòng kính mà em không có định lên livestream ở đây. Nhưng mà giờ em thấy còn sót lại 7 cây cho nên em lên thanh lý luôn. Cây này là dòng kính em xác định cho các chị là búa đập không bể. Các cây này là hàng chuẩn của Ray-Ban luôn. Nói chung là kính mát nó cũng giống như giày vậy á. Nó sẽ có hàng Âu, hàng replica, hàng phát, hàng F1, hàng F2. Và cây này là hàng replica y chang như hàng Âu chính hãng. Cây này thì giá của nó là 2.380.000. Có tem chống hàng giả của Ray-Ban. Có cả tem xác nhận đây là chồng Thủy Nhật Tinh. Thấy không? Diamond ha, thấy chưa? Đây là tem xác định đây là chồng Thủy Tinh. Mấy cây kính bình thường làm gì dám đập cỡ này. Mấy cây kính bình thường làm gì lấy dám lấy đầu kéo mà trà cỡ này, đúng không? Cây này là chống chày chống bể, trong dày 3 lớp nha mọi người nha. Kính bình thường em không có chuyện mà em dám thấy em lấy dám lấy kéo mà em rạch cỡ này đâu. Cây này là em khẳng định không chày không bể, búa độc không bể. Màu xanh rêu dành cho các anh nam đi cả ngày và cả đêm. Mẫu này full box, giấy tờ khăn lau đầy đủ. 2.7 triệu ngày hôm nay, 300.000 cho dòng kính cuối cùng. Like xong cây này, off không like nữa. Còn 7 cây, chốt 7 người. Đó, form giọt nước. Cái màu này á, là cái dòng kính mà nó là màu, gọi là màu quốc dân á. Khoa học chứng minh rồi nha. Cái màu xanh rêu này á, nó rất là mát mắt. Mặc dù xanh rêu nó sáng hơn là màu đen và màu khói, nhưng khi mà mình đeo xanh rêu đi ban ngày, nó sẽ mát mắt hơn và nó sẽ cân bằng độ ẩm mắt hơn. Những ai mà mắt yếu, những ai mới phẫu thuật mắt, những ai mà mắt của mình khô, lấy cây này mà đeo. Em bảo đảm luôn, mắt khô mắt yếu là lấy cây này đeo không bao giờ sợ bị mỏi mắt. Cây này khẳng định với mọi người luôn, chuyên dành đi vào ban ngày. Đây là size 40 cho các anh nam. Đây là mã số nhiêu rồi em? 06 hả? 06 nha, Trương Quyền 06 nè. 06 7 cây chốt 7 người nha. Ok chị Ngọc Điệp Châu.
Đặng Công Thanh ơi, cái đó cái 05 là dòng kính dành cho nữ, còn đây là 06 nha. Full bắt giấy tờ thẻ kẹt khăn lau 06. Còn đúng 6 cây chốt 6 người thôi, cây nào nãy không tính lên đâu. Đây là màu xanh đen nha, màu xanh rêu, màu đen thì các anh không đi đêm được. Màu đen thì không đi đêm được đâu các anh ơi, chỉ màu xanh nè mới đi đêm được. Đây, có kèm cho mình hộp da chống trầy xước, chống thấm nước cho mình. Khăn lau của Ray-Ban. Đó, ngoài ra là giấy tờ đầy đủ của Ray-Ban 06. Đặng Công Thanh cho em 06 và số điện thoại nha. Ai lấy comment liền cho em cái mã là 06 và số điện thoại cho em. Ai mua một cọc free luôn tiền ship cho mình. Đấy, cây này có màu xanh của nó là màu xanh trong, tại vì nó là trồng thủy tinh. Bình thường trồng mà trồng dày á thì cái màu của nó sẽ rất là đục. Nhưng trồng này là trồng dày 3 lớp nhưng nó lại có phối thủy tinh trong đó, cho nên mọi người thấy nó sẽ rất là trong. Mình có thể đi cả ngày và cả đêm được. Tem chống hàng giả, tem xác minh đây là trồng thủy tinh. Đeo cây này mọi người ơi, đi ra ngoài ngước mặt lên nhìn đời với anh ta. Ra ngoài gặp đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, gặp tình địch, gặp người yêu cũ, đeo cây này đi ra ngoài là thể hiện đẳng cấp của mình liền. Nhìn mình không bao giờ chìm. Đeo một cây kính Ray-Ban thể hiện mình là một con người đẳng cấp. Và hàng này em nhắc lại, không phải hàng fake, hàng chuẩn replica. Hàng Âu cây này là 8 triệu mấy á. Lên Google đi à, tra giá thoải mái. Hàng Âu là 8 triệu mấy. Giá niêm yết của mắt kính Điện Biên Phủ, mắt kính Sài Gòn hoặc là mắt kính Việt, những cái thương hiệu kính mát mà nổi tiếng á, thì cái cây này sẽ là 2 triệu 9. Sao em là 2 triệu 6, 2 triệu 7 gì đó. Đang sale cho mình 300k 06 Ray-Ban 06 và xin hại cho em nha. Sách tay, có tem chống hàng giả thoải mái. Và em là cửa hàng chứ không phải là ngồi ở nhà mà nói chứ, đúng rồi. Cửa hàng thì tất cả những dòng kính, những thương, những cái mặt hàng nào mà muốn bán ở cửa hàng phải có giấy phép hết, phải có kiểm định hết mới dám bán. Còn nhập bậy nhập bạ về nó vô nó còng đầu chết. Đây là 06 nha. Cây này là nam đeo được và nữ đeo được, size 40 dành cho cả nam và nữ. Size 40 dành cho cả nam và nữ. Càng là càng kim loại, em khẳng định càng này là nó phủ bóng cho nên chống chảy xước cho mình. Càng không bao giờ sợ bị bay ra màu bạc hoặc là màu trắng. 06 nha, ai lấy comment liền cho em. Để lại số điện thoại và mã là nhân viên chốt đơn, không cần đọc tên chốt nha. Trời ơi, giờ đọc tên chốt thì biết chừng nào mới xong. 06 06 06 300 ngàn. Quá xuất sắc luôn á. Rồi ok, 06 nha, anh chị nào chốt để mã liền cho em. Qua luôn cho mình 07 07 dòng kính Dior. Nãy giờ anh nào chị nào đang hỏi kính Dior, đang tìm kính Dior thì lấy. Cái cây hồi nãy là 300 ngàn. Kho hàng máy móc ơi, đã nói rồi, không có đọc tên chốt, đọc tên chốt với chừng nào mới xong. Cái cây hồi nãy thay kính cận được luôn nha. Quên nói là cái cây mà Ray-Ban á, mọi người có thể thay trồng cận được luôn. Em là cửa hàng mà, kỹ thuật viên có thể thay kính cận vào được. Còn nếu mọi người mua hàng online ở trên mạng thì không có chuyện thay kính cận cho mình đâu. Bên em là hỗ trợ thay trồng cận vô luôn. Cứ để mã và xem thoại là nhân viên chốt không đọc tên nha. Bây giờ lên cây cuối cùng, hàng Dior. Phong vô màu khỏi mấy chị nào mà thích Dior. Chị nào mà mình thích Dior thì lấy liền cho em 199 ngàn, mã số 07 luôn đi. Còn 5 cây chốt 5 người là hết. Form of Ray trên đậm dưới nhạc, cây này rất là êm, cây này rất là ồm. Khắc laser logo của Dior, đây đi cả ngày và cả đêm nhờ cây này nha các chị nha. Cây này ôm cực kỳ. Đeo cây này đi phượt, đi đường dài, đi đường xa không sợ bụi hay khói bay vô mắt luôn. 07 199 ngàn có được cây hàng hiệu Dior. Mọi người thấy là lâu lâu cái màu vàng á nó ẩn hiện lên không? Đó, cái màu vàng ẩn hiện lên là cái viền ở trong. Viền ngoài nó không đi xi nhê gì hết. Cái viền ngoài mọi người sợ sao không có viền đâu, ở trong nó mới có viền. Và cái màu vàng ẩn hiện là viền ở trong nha. Cây này tràn viền, trồng dày gấp 2 lần những cái trồng bình thường. 199.07. 8 cây chốt 8 người. Cấu trúc lan. Trà sữa anh Đạt, Văn Minh. Chờ anh Hữu Phước Toàn ơi, cho chị coi lại cái cây 06 đem. Anh Hữu Phước Toàn ơi, mua kính nhựa ra chợ mà mua nhanh nha. Kính nhựa làm gì mà có trồng có tem chống hàng giả anh. Kính nhựa làm gì mà có tem xác nhận, đây là trồng diamond. Diamond thủy tinh nha anh ơi. Có tem xác nhận cho mình, đây là trồng thủy tinh nha. 06 300 ngàn, cây này là nam đeo cũng được luôn, tại vì nó không có đính đá nhiều. Những cây kính nào mà đính đá nhiều quá hay là màu mè quá thì nam không đeo thôi. Còn cây này là nam đeo thoải mái, hàng Dior. Rồi Hoàng Linh Trần 07, Văn Minh 07, Văn Đạo Tuyệt 07. 07 199 ngàn cho mọi người. Khắc la xe logo của Dior nhé. Rồi, Tuyết Anh 07, Hồng Hà 07. Cây này đeo là khẳng định với các chị là đi đường dài, đường xa thoải mái. Không bao giờ sợ đeo cây này mà đi ra ngoài bị gió bay vô mắt đâu.
Hồng Hà Tuyết Anh 07 199.000 thôi chị ơi, Dior 199.000 những đầu ra. Sao em thôi chứ đâu. Gần offline rồi, hôm nay cho offline ta. Rồi ok, bây giờ em off luôn nha. Anh ơi trả giá ra chợ trả luôn nha. Trời ơi bán giá quá rẻ rồi còn trả giá. Trời ơi. Thôi bây giờ off đây, anh chị nào muốn coi like nữa, tí nữa kết thúc like tôi lại like xem giùm em nha. Bấm follow fanpage đi, khi nào mà em like tiếp thì biết đường vô coi nha. Cái này 199.000 cấu trúc lan em chốt rồi. Ờ à, cấn trúc lan chốt rồi. Trời cái này đẹp quá, đeo rất là êm luôn á. Cái càng của nó, cái phần dưới của nó là nhựa, cho nên là mình đeo không có bị cứng vào hai cái giá tay của mình. Phương Bùi lấy cây nào để mã cho em ha. 06 là 300.000 full box nha anh ơi. Ra ngoài anh dò giá chỗ nào rẻ hơn em 1.000 em hoàn tiền gấp 10 cho. Rồi biển đêm kính nam đổi màu cho phên thời giùm em. Kính nam đổi màu cho phên thời giùm em. Ok Phương Bùi 07 chốt nha.